Tập 168. Trong hậu sơn Phi Linh Môn bình tĩnh, sáng sớm, mây mù dày đặc trầm thấp đè nặng mặt đất, cây rừng che trời cũng dần trở nên hoang trọc, những đại thụ chọc trời tối tăm phiền muộn đứng đấy. Thời gian cuối mùa thu, tăng thêm năng lượng thiên địa trên Linh Vũ Đại Lục gần đây có chút suy yếu nên mọi thứ đều cực kỳ tiêu điều. Oanh! Bỗng dưng, sáng sớm bình tĩnh, thiên địa cũng theo đó rung động kịch liệt, lập tức hai cổ năng lượng mênh mông gào thét mà lên. Hai đạo cầu vồng từ phía sau hậu sơn Phi Linh Môn phóng lên trời, lập tức hóa thành một hỏa viêm cự nhân lam sắc khổng lồ và một đầu kim sắc cự long. Ngao! Khí tức nóng bỏng âm hàn ngập trời, long ngâm gào thét rung trời, quanh thân kim sắc hỏa diễm lan tràn, khiến không gian phải vặn vẹo lộ ra gợn sóng không gian đen kịt, uy thế kinh người khuếch tán khiến cả thiên địa đều rung động kịch liệt. Ầm ầm! Hai cổ khí tức kinh khủng vắt ngang trời cao, toàn bộ đại lục gió nổi mây phun. Cổ vực, tổ yêu lâm, linh hoàng nhai, đông hải, nơi nào cũng nổ vang. Siêu siêu. Trên Linh Vũ Đại Lục, trong Phi Linh Môn, từng đạo thân ảnh cường hãn lướt hướng giữa không trung, khuôn mặt tràn đầy vẻ mong chờ. Trên không trung, hỏa viêm cự nhân lam sắc thu liễm hóa thành một thanh niên áo lam, lúc hai mắt mở ra, trong mắt bắn ra một dải thất luyện lam sắc, một cỗ khí tức nóng bỏng man hoang viễn cổ chấn động, thật lâu sau mới từ từ thu liễm. Kim sắc cự long chiếm giữ giữa không trung cũng lập tức hóa thành một thanh niên mặc kim bào, hai mắt mở ra, một mắt hư ảnh thanh long hiển hiện, trong mắt kia thì hư ảnh huyền vũ chiếm giữ, cực kỳ huyền ảo kinh người, uy áp bàng bạc khiến người hãi hùng khiếp vía, vạn thú phủ phục. Giữa không trung hai người đối mặt nhau, đều lộ ra chút mỉm cười, từ khí tức trên thân mà xem, thời gian gần 6.000 năm trong thiên trụ giới, hai người đã có tiến bộ cực lớn. Hai người thật mạnh. Chẳng lẽ đã đến hư vô chi cảnh rồi sao? Đây là đã vượt qua bán hư vô và thánh hồng, là hư vô chi cảnh sao? Hai người thật mạnh, hai tên này chẳng lẽ đã thật sự đột phá đến hư vô sao? Trong sơn mạch Phi Linh Môn, Lão Ảnh, Hư Thiên Thánh Cô, Ma Phủ Đạo Tổ Bà Thiên La, Hậu Khánh Lâm, Nhược Linh Thánh Nữ V. V, ánh mắt đều lộ vẻ rung động, trên người hai đạo thân ảnh đặt chân trên hư không kia, tràn ra một cỗ khí tức khiến người cảm giác như hư ảo, khó mà nắm bắt được. Cổ khí tức kia khiến cho đám người Lão Ảnh, Hư Thiên Thánh Cô dù cũng là bán hư vô chi cảnh cũng cảm thấy một loại dấu vết hư không. Cha và Long Thúc chẳng lẽ đã thật sự đột phá đến hư vô rồi sao? Mấy người Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh, Lục Âm ngay ngắn đứng bên dưới, đám Hồng Vũ, Thái A, Niếp Phong, Lục Lộ cũng theo sát phía sau. Những năm gần đây, dưới các loại chỗ tốt và kỳ ngộ, chín huynh muội Lục Kinh Vân đều đã đạt đến thánh hồng chi cảnh. Trong Vũ Tinh Đại Điện, trong thạch thất phong cách cổ xưa, Lão Ảnh, Hư Thiên Thánh Cô V. V, nhìn vào trên người Lục Lâm Thiên và Tiểu Long, cuối cùng Hoàng Phủ Minh Long nhìn qua Lục Lâm Thiên, nói. Lão cửu, linh hồn phân thân này của ngươi chẳng lẽ đã đột phá đến hư vô chi cảnh rồi sao? Lục Lâm Thiên nhìn qua Hoàng Phủ Minh Long cười khổ, khóe miệng có chút nhếch lên. Trong mắt xẹt qua một chút ảm đạm, nói nhỏ. Hư vô chi cảnh, khiến cho vô số đại năng phong hoa tuyệt đại thời viễn cổ cũng phải dừng bước, mà ta cuối cùng cũng vẫn kém một chút hỏa hầu. Ý của ngươi là ngươi vẫn là bán hư vô sao, nhưng khí tức trên thân người, dường như đã không phải là bán hư vô nữa rồi. Lão Ảnh nhíu mày, hắn có thể cảm giác được bất kể là khí tức trên thân linh hồn phân thân Lục Lâm Thiên hay là Tiểu Long đều không phải là bán hư vô có thể so sánh được. Tiểu Long nghe vậy, hai mắt yêu tà khẽ nhúc nhích, nhìn qua Lão Ảnh nói. Ta cũng không biết đây là loại cảnh giới nào, loại cảnh giới này tuy rằng tồn tại, nhưng không cách nào nói rõ ràng, tóm lại vẫn chưa đạt tới hư vô, nhưng lại cực kỳ tiếp cận hư vô, có lẽ đột phá một bích chướng cuối cùng nữa là có thể đặt chân hư vô rồi. Vậy đây rốt cục là loại cảnh giới nào chứ? Phủ Đạo Tổ, Đạm Niệm, Tử Vi Thần Nữ V. V, đều cảm thấy nghi hoặc. Bị Tiểu Long nói cho có chút mơ hồ. Lục Lâm Thiên cười cười với mọi người, nói. Hư vô chi cảnh quá khó để đặt chân tới, cảnh giới hiện giờ, có lẽ có thể gọi là lâm giới hư vô, đã chính thức siêu thoát bán hư vô, được cho là đã đặt chân vào cánh cửa hư vô chi cảnh, nhưng một bước cuối cùng vẫn chưa thể vượt qua. Ánh mắt Tiểu Long chớp động động, lĩnh ngộ mấy ngàn năm vẫn không thể bước vào hư vô, mắt nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Lão đại! Tuy rằng ta còn chưa chính thức đặt chân hư vô chi cảnh, bất quá thực lực lại có tiến bộ không ít, ta cảm giác, nếu lại gặp phải cổ nham lão quỷ kia, hắn muốn làm tổn thương ta cũng không dễ dàng vậy đâu.
Lâm giới hư vô, đối mặt hư vô chi cảnh chính thức, dựa vào một ít thủ đoạn, không nói là có sức liều mạng, nhưng ít ra cũng không đến mức không cách nào chống lại như trước nữa. Lục Lâm Thiên gật đầu với Tiểu Long, cảm giác tiến bộ những năm nay của mình, cánh cửa hư vô chi cảnh đã chạm vào không ít, cũng không phải hoàn toàn không cách nào chống lại cường giả hư vô chi cảnh như trước nữa. Lời hơi dừng lại, thần sắc trên mặt Lục Lâm Thiên lập tức ngưng trọng, nói với đám lão ảnh. Thời gian trăm năm đã đến, sư phụ lão nhân gia ông ta có tin tức gì truyền đến không? Mọi người nghe vậy, khuôn mặt đều ngưng lại, lão ảnh lắc đầu, nói. Sư phụ có lẽ một mực đang bế quan, không có tin tức gì. Tất cả mọi người chú ý, bọn hắn đã tới rồi. Ngay khi lời lão ảnh vừa dứt, một giọng nói từ bên ngoài từ từ truyền đến, rơi thẳng vào trong tay bọn người Lục Lâm Thiên. Sư phụ, đám người Hư Thiên Thánh Cô, lão ảnh, Hậu Khánh Lâm, Hoàng Phủ Minh Long đều run lên, từng đạo thân ảnh lập tức biến mất trong thạch thất. Trên mặt biển mênh mông trời nước tương liên, phụ tinh đại điện xuyên thẳng phía chân trời, thế như thương long ngẩng đầu, phía trên trời xanh, ngôi sao rậm rạp, khí tức thê lương mà viễn cổ vô thanh vô tức quanh quẩn khắp trời đất. Giờ phút này, một thân ảnh cao gầy đặt chân trên đỉnh điện, ngẩng đầu có chút ngưỡng mộ ngôi sao xoay tròn trên trời cao, khí tức cổ xưa từ từ lan tràn, phảng phất như là tồn tại duy nhất trong hư không này, như bàn thạch không thể dung chuyển được vậy. Đệ tử bái kiến sư phụ. Từng đạo thân ảnh xuất hiện trên vụ tinh đại điện, một cỗ khí tức mênh mông chấn động. Đúng là bọn người Hư Thiên Thánh Cô, Nhược Linh Thánh Nữ, Đạm Niệm, Hoàng Phủ Minh Long, lão ảnh Hòa Tử Vi Thần Nữ, Lục Thiểu Du. Tất cả miễn lễ đi. Thân ảnh kia nghe vậy, lúc này mới thu hồi ánh mắt quay sang nhìn mấy người sau lưng, cuối cùng ánh mắt đã rơi vào trên thân Lục Lâm Thiên và Tiểu Long, ánh mắt có chút lộ ra chấn động, nói nhỏ. Đến một bước này đã không tệ rồi, nhưng cuối cùng vẫn kém một bước. Thỉnh sư phụ chỉ điểm. Lục Lâm Thiên nghe vậy, lập tức cung kính nhìn thân ảnh phía trước, tóc dài xõa vai, thân ảnh cao ngất, trường bào quanh thân không gió mà bay, khí tức cổ xưa phóng thích trong phiến hư không này, nhưng lại vô cùng bá đạo, khiến người như có cảm giác phải đối mặt với thiên địa vậy. Nếu có thể được sư phụ chỉ điểm, nói không chừng sẽ có hy vọng chính thức đặt chân đến hư vô chi cảnh rồi. Ánh mắt Đế Phách Thiên dừng ở trên người Lục Lâm Thiên, hai mắt ngưng lại, sau đó nhẹ nói với Lục Lâm Thiên. Nếu là lúc trước, ta còn có thể chỉ điểm ngươi một hai, nhưng bây giờ ngươi đã đến một bước này, không ai có thể chỉ điểm được nữa. Mỗi người lĩnh ngộ không giống nhau, có lẽ chỉ cần một cơ hội, ngươi liền có thể bước vào hàng ngũ hư vô. Nhưng sợ rằng thời gian không kịp rồi, cho dù linh hồn phân thân của ngươi có đặt chân hư vô, cũng không làm nên chuyện gì nữa, bọn hắn đã tới rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngay khi Đế Phách Thiên dứt lời, toàn bộ vụ tinh đại điện cũng run rẩy một cái, ngay sau đó, phía trên trời xanh gió nổi mây phun, mây mù cuồn cuộn bắt đầu khởi động, giống như có vòng xoáy vũ trụ đang từ trên 9 tầng trời tới gần linh vũ thế giới, một đạo âm thanh đạm mạc như sấm vang vọng truyền đến. Đế Phách Thiên, thì ra người giấu kín hỗn độn thiên thế giới ở nơi này, nhưng cuối cùng cũng không làm được gì, hôm nay hỗn độn thiên thế giới sẽ là của ta. Oanh! Tiếng quát như sấm rền vừa dứt, toàn bộ linh vũ đại lục đều rung rung. Hạo kiếp rốt cuộc đã tới. Trên linh vũ đại lục, trong tất cả thế lực lớn, tất cả đại hoàng tộc, nguyên một đám cường giả đỉnh tiêm đột nhiên nhảy ra, từng đạo ánh mắt nhìn qua phía trên trời xanh, cường giả đỉnh tiêm trong các đại gia tộc và các thế lực lớn đều rất rõ ràng hạo kiếp sẽ buông xuống sau trăm năm. Hạo kiếp đã đến. Trên không phi linh môn, Dương Quá nhíu mày, Thánh Hoàng trấn thiên kiếm xoay quanh bên người. Trong đôi mắt như thần linh, ánh mắt kiên nghị. Khí tức thật cường hãn, đây là hạo kiếp của linh vũ đại lục sao? Bắc Cung Vô Song nhìn qua khí tức thấm ra từ vòng xoáy vũ trụ trên trời cao, trên gương mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nghiến chặt hàm răng, khí tức đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt. Trên vụ tinh đại điện, thân ảnh Đế Phách Thiên từ từ bước ra, nhìn qua thủ ấn ngưng kết ra trên hư không, lập tức trên vụ tinh đại điện ngôi sao xoay tròn, một cỗ chấn động kỳ lạ vặn vẹo không gian. Một cái đại trận cực kỳ to lớn phong tỏa lấy vòng xoáy xoay tròn dưới hư không kia. Đế Phách Thiên, ngươi cho rằng chỉ bằng vào đại trận ngươi bố trí lúc trước là có thể ngăn cản được ta sao? Tiếng quát vang lên, một không gian thủ ấn khổng lồ ấn từ trong vòng xoáy trên trời xanh vươn ra, sau đó liền xuất hiện trên đại trận, một cỗ không gian chi lực kinh khủng chấn động khuếch tán ra, hào quang thần thánh chiếu khắp, trời xanh rung động.
Ken két. Phía trên trời xanh, dưới không gian thủ ấn khổng lồ kia xuất hiện một đạo màn sáng vô hình, từng đạo rung động nhộn nhạo, lập tức xuất hiện từng âm thanh rạn nứt, toàn bộ đại trận tuy rằng vẫn chưa nghiền nát, nhưng cũng đã lung lay sắp rạn nứt rồi. Trận này có thể ngăn cản hỗn độn chi chủ khác, nhưng không cách nào ngăn cản thần linh thánh vương rồi. Đế Phách Thiên nhìn qua đại trận lung lay sắp đổ trên trời xanh, sau đó nhìn qua Lục Lâm Thiên, nói. Vẫn không cách nào cảm giác được chủ hồn anh của ngươi sao? Lục Lâm Thiên lắc đầu, vẫn không cách nào cảm giác được chủ hồn anh của mình, cả hai không cách nào liên hệ, thậm chí cảm giác còn cực kỳ hư vô mờ ảo nữa. Hạo kiếp đã đến, chủ hồn anh của ngươi vẫn không có tin tức, vậy ngươi định xử trí thế nào đây? Đế Phách Thiên tiếp tục nhìn qua Lục Lâm Thiên hỏi. Lục Lâm Thiên nhìn qua đại trận to lớn lung lay sắp đổ trên không trung, một cỗ khí tức mênh mông đang xâm lấn đến, tâm thần dò xét đảo qua Phi Linh Môn, đảo qua Lục Gia, đảo qua Vân Dương Tông và cả Linh Vũ Thế Giới, sau đó nhìn qua Đế Phách Thiên, trong mắt ánh mắt bắt đầu trở nên lăng lệ, nói. Đệ tử thề cùng tồn vong với Linh Vũ Thế Giới, thần hồn câu diệt cũng sẽ không tiếc, bất kể là ai muốn đạt được Linh Vũ Thế Giới, đều phải trả giá bằng máu tươi. Ha ha, tốt. Không hổ là người có thể luyện hóa hỗn độn thiên thế giới, không hổ là đệ tử Đế Phách Thiên ta. Đế Phách Thiên nhìn qua Lục Lâm Thiên đột nhiên cười lớn, trường bào cổ đãng, một cỗ khí tức bá đạo lăng tuyệt gào thét lên. Chỉ cần có Đế Phách Thiên ta ở đây, thần linh thánh vương muốn đạt được hỗn độn thiên thế giới cũng không phải chuyện dễ dàng, buông tay đánh một trận thì đã sao chứ? Buông tay đánh một chân. Hư Thiên Thánh Cô, Hậu Khánh Lâm, Nhược Linh Thánh Nữ, Kiền Khôn Thiên Tôn Đạm Niệm. Hoàng Phủ Minh Long cùng mà nói, một cỗ khí tức kinh người cũng như gió bão cuốn đi. Liều chết đánh một trận, muốn nhúng chàm hỗn độn thiên thế giới, trừ phi ta thần hồn câu diệt. Lục Lâm Thiên quát lớn, mi tâm lóe lên, đại hồn anh lập tức lướt đi, khí tức huyết sát âm hàn cuốn khắp trời cao, khí tức kia khiến ngay cả Đế Phách Thiên cũng có chút động dung. Trong lúc mơ hồ loại khí tức huyết sát âm hàn kia không ngờ còn áp chế trên cả bọn người Hư Thiên Thánh Cô. Trong thời gian mấy ngàn năm trong thiên trụ giới, đại hồn anh đã luyện hóa được hỗn thiên, ma đạt ma, còn có hai tên cường giả viễn cổ đã đặt một chân đến hư vô chi cảnh bị vây trong phệ hồn khốn linh trận, thôn phệ tàn hồn và năng lượng của bọn hắn, khiến khí tức lại lần nữa tăng vọt, thực lực càng thêm cường hãn đến cực điểm. Phá! Tiếng âm bạo trầm thấp từ trên đại trận lung lay sắp đổ truyền ra, lại một thủ ấn khổng lồ vỗ lên đại trận, hào quang thần thánh lan tràn. Lúc này, toàn bộ đại trận giãn nứt khuếch tán ra trận trận rung động, từng đợt kinh người, âm thanh trầm đờ upsilon, C cũng lập tức vang vọng trên trời xanh. Ầm ầm. Dưới động tĩnh kinh người, đại trận nghiền nát, năng lượng kích thích khuếch tán như vô số thiên thạch xẹt qua trời cao, mang ra từng đạo hào quang chói mắt như pháo hoa nở rộ. Đại trận rốt cục bị triệt để xé rách, năng lượng khủng bố từ trên trời cao truyền xuống, sau đó trên trời xanh khí tức u ám âm hàn phô thiên cái địa bạo tuôn ra. Trong lúc mơ hồ quỷ khóc thần khiếu, khói đen che khuất bầu trời, khiến toàn bộ ánh sáng trong linh vũ thế giới đều vụt tắt. Nhất thời, toàn bộ nhiệt độ trong linh vũ thế giới cũng trở nên âm hàn lành lạnh. Bỗng dưng, từng đạo thân ảnh lập tức xuất hiện trên trời xanh, từng đạo khí tức mênh mông chấn động. Dưới khí tức kinh người như vậy khiến cả cửu thiên đều rung rung, hàng tỷ sinh linh trên linh vũ đại lục đều như muốn phủ phục, vạn thú lẩn trốn, loại khí tức kia như vô số thần linh hàng lâm. Căn bản không thể chống cự. Hư vô chi cảnh, thật nhiều cường giả hư vô cảnh. Trên không Phi Linh Môn, đám người Vân Bằng Hồng Tôn, Kim Bằng Hồng Tôn, Lục Kinh Vân, Hồng Vũ, Lục Tâm Đồng đưa ánh mắt nhìn qua trên trời xanh, khí tức âm hàn phô thiên cái địa, ít nhất hơn 1000 thân ảnh cổ xưa dẫn đầu đều hư vô mờ mịt, khiến người nhìn qua cảm giác như linh hồn cũng muốn hãm sâu vào trong. Nguyên một đám thân ảnh cổ xưa kia đều là cường giả hư vô cảnh. Nhiều hỗn độn thế giới chi chủ như vậy sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn lên trời xanh, cả đám người rậm rạp chằng chịt, phô thiên cái địa không dưới mấy chục vạn, tất cả đều lơ lửng trên trời xanh, ít nhất đều là hóa hồng cảnh. Mà nguyên một đám thân ảnh cổ xưa đi đầu, khí tức man hoang thương cổ nhộn nhạo trong thiên địa, nguyên một đám người cổ xưa kia, đều giống như đã vượt qua thời không cổ xưa, đều là hỗn độn thế giới chi chủ tự mình hàng lâm cả. Trên trời xanh gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Đi đầu là một đại hán được hào quang thần thánh bao lấy đạp không đứng lơ lửng, không phải thần linh thánh vương còn có thể là ai nữa. Ánh mắt như diệu nhật đảo qua linh vũ đại lục bên dưới, trong mắt lập lòe vẻ tham lam,
cuối cùng ánh mắt rơi vào trên Vũ Tinh đại điện, cười to nói. Đế Phách Thiên, trăm năm đã đến, hôm nay nên triệt để chấm dứt rồi. Thì đã sao, năm đó ngươi không đạt được hỗn độn thiên thế giới, thì bây giờ cũng không được. Thân ảnh Đế Phách Thiên nhảy ra, đặt chân hư không, xa xa nhìn thẳng Thần Linh Thánh Vương, nói. Có ta ở đây, ngươi hãy bỏ cái ý nghĩ đó đi. Ha ha, Đế Phách Thiên, không có Đông Hoàng Thái Huyền ở đây, một mình ngươi căn bản không cách nào ngăn cản ta được đâu. Hào quang quanh thân Thần Linh Thánh Vương bắt đầu khởi động, nhìn qua Đế Phách Thiên và Lục Lâm Thiên, liếc nhìn bọn người Hư Thiên Thánh Cô, khuôn mặt lộ ra nụ cười khẽ, nói. Hôm nay hỗn độn thiên thế giới là của ta, ân oán năm đó của chúng ta cũng nên giải quyết rồi. Muốn nhúng chàm linh vũ thế giới, Lục gia ta và Phi Linh Môn còn chưa đồng ý đâu. Tiếng quát lăng liệt từ trên phiến hư không này truyền ra, bỗng dưng, từ hướng cổ vực, vô số thân ảnh phô thiên cái địa phá không lao đến, sau khi chớp động mấy cái đã đến bên Vũ Tinh đại điện, từng đạo thân ảnh kia đúng là cường giả của Lục gia, Phi Linh Môn, Linh Thiên Môn. Trước mắt tám nam nữ hoặc phiên như kinh hồng, hoặc cao ngất ngạo nghễ đứng thẳng ở đó, khí tức bàng bạc bắt đầu khởi động. Chính giữa một thanh niên mang trường bào đạp không đứng lơ lửng, ngẩng đầu nhìn lên, huyết bạch quang mang trong mắt như lợi phủ bắn vào hư không, nương theo khí tức sát phạt bàng bạc trên người bắn ra như phong bạo, khiến toàn bộ thiên địa linh vũ đại lục đều run rẩy như lung lay sắp đổ vậy. Tiếng quát lạnh lăng lệ ác liệt cuồn cuộn truyền ra. Người phạm linh vũ thế giới ta, gờ yêu ta ết không tha. Gờ yêu ta ết không tha. Sau lưng người Lục gia, Phi Linh Môn cũng giống lên, không ít người cấp độ thực lực tuy rằng không cao, nhưng hội tụ lại với nhau, thanh thế cũng đổ sộ đến kinh người. Người phạm linh vũ thế giới ta, bốn tộc Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ gờ yêu ta ết không tha. Tiếng quát như sấm, từ hướng tổ yêu lâm linh hoàng nhai tựa hồ đang có mảng lớn mây đen bao phủ đến, rậm rạp chằng chịt, như che khuất cả bầu trời vậy. Ngao ngao. Ô ô, từng tiếng gầm gừ cực lớn lập tức tựa như sấm sét vang vọng đến, âm động cửu thiên, một cỗ khí thức hung ác bạo ngược khủng bố tràn ngập, khiến cho không gian trong lúc mơ hồ vặn vẹo, lập tức cường giả thú tộc lấy bốn tộc Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ cầm đầu kéo qua. Phạm linh vũ thế giới ta, trừ phi sinh linh trong linh vũ thế giới chết hết. Trên không trung lại lần nữa có tiếng hét cuồn cuộn như lôi minh truyền đến, lập tức Đông Hải. Trung ương linh vũ đại lục chợt có đại quân minh mông cuồn cuộn bay về Upsilon, tê đến như cầu vồng, từng đạo thân ảnh lập tức phô thiên cái địa mà ra, đi đầu đúng là bọn người Lữ Chính Cường, Vân Thiếu Thiên, Tử Yên, Lam Thập Tam. Toàn bộ linh vũ thế giới đều có hàn động, đối mặt với hạo kiếp chỉ có thể liều chết đánh cược một lần, bởi vậy tất cả cường giả đều lao lên không, vô số khí tức bắt đầu khởi động. Nhưng khí tức trong linh vũ thế giới cũng không khiến những thế giới chi chủ và cường giả xâm phạm kia chú ý quá nhiều, giống như căn bản không hề để trong lòng vậy. Ánh mắt Thần Linh Thánh Vương có chút khinh thường quét qua đại quân linh vũ thế giới, khẽ thở dài. Hỗn độn thiên thế giới một đời không bằng một đời sao, bốn tộc Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ lúc trước cường hãn cỡ nào, không ít cường giả so với hỗn độn chi chủ cũng không kém bao nhiêu, nhưng bây giờ, ai? Sợ rằng không chịu nổi một kích a. Hỗn độn thiên thế giới nếu không chịu nổi một kích, lúc trước Thần Linh Thánh Vương ngươi sao lại bị Thiên Thánh Đông Hoàng Thái Huyền phong ấn ở Bất Chu Sơn chứ? Lục Lâm Thiên đạp không nhảy ra, khí tức nóng bỏng âm hàn bạo tuôn chấn động ra, ánh mắt nhìn thẳng Thần Linh Thánh Vương đi đầu, quanh thân một cỗ sát khí lăng liệt vô hình khuếch tán ra. Sát khí hàn ý vô hình mắt thường không cách nào trông thấy vậy mà lại dùng hình thức như khí lãng tràn ngập quanh thân, dưới sát ý này, chu không lập tức đều hoàn toàn yên tĩnh lại. Ngay cả không khí cũng phảng phất như đọng lại vậy. Bá bá. Ánh mắt nguyên một đám hỗn độn chi chủ cũng lập tức rơi vào trên người Lục Lâm Thiên, đều cảm thấy chấn động. Áo lam phần Phật cổ đáng, linh hồn phân thân thái cổ u minh viêm thể của Lục Lâm Thiên đạp không đứng lơ lửng, cũng bá đạo lăng tuyệt, hơi lạnh thấu xương lại từ trong thân hình nóng bỏng âm hàn thẩm thấu ra, nhìn thẳng vào một đám hỗn độn thế giới chi chủ, trong mắt nổi lên hàn ý lăng lệ, quát. Hôm nay ai dám nhúng chàm linh vũ thế giới, Lục Lâm Thiên ta xin thề tuyệt không buông tha. Âm thanh vừa dứt, một cỗ sát khí vô hình nương theo khí tức nóng bỏng âm hàn khuếch tán ra, chu không hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả không gian cũng như đọng lại. Hơn 1000 hỗn độn thế giới chi chủ cổ xưa dưới khí tức đó thân hình cũng không khỏi khẽ run lên, bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng, một cỗ khí tức nguy hiểm từ trên người Lục Lâm Thiên thẩm thấu ra. Khí tức này
chẳng lẽ vật kinh khủng lúc trước trong hỗn độn thiên thế giới sao? Tựa hồ là vật kinh khủng lúc trước, không phải nó đã bị Đông Hoàng Thái Huyền tiêu diệt rồi sao, bằng không Đông Hoàng Thái Huyền cũng không cách nào dung hợp hỗn độn thiên thế giới rồi. Đây không phải là vật kinh khủng lúc trước, khí tức không đúng, có lẽ là vật trọng sinh. Từng đạo thân ảnh viễn cổ nhìn Lục Lâm Thiên, lông mày có chút nhíu lại, từ trong loại khí tức âm hàn nóng bỏng cùng tồn tại kia, bọn hắn cảm thấy rất quen thuộc. Vật lúc trước bọn hắn không biết phải làm thế nào, vô số cường giả đồng lứa với bọn hắn đều đã táng thân trong tay vật kinh khủng kia, cuối cùng mới bị Đông Hoàng Thái Huyền thừa cơ tiêu diệt, không nghĩ tới hôm nay lần nữa cảm thấy khí tức quen thuộc kia. Bản thể cũng đã bất lực, linh hồn phân thân của ngươi còn có thể làm được gì chứ? Thần Linh Thánh Vương liếc Lục Lâm Thiên, sau đó ánh mắt nhìn qua Đế Phách Thiên, nói. Đế Phách Thiên, ngươi cho rằng ngươi và Đông Hoàng Thái Huyền an bài một con cờ nhỏ như vậy liền có thể thật sự ngăn được ta sao? Hiện giờ xem ra, các ngươi thật sự thất bại thảm hại a hát, tựa hồ những người khác cũng không dám đến góp vui rồi, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, bọn hắn ngược lại cũng thức thời đấy. Đế Phách Thiên nhìn Thần Linh Thánh Vương, ống tay áo khẽ phất về sau, nói. Thật sao, kết quả hôm nay sợ rằng còn sớm để nói đấy. Thần Linh Thánh Vương, muốn nhúng chàm hỗn độn thiên thế giới, khống chế 3.000 đại thế giới, sao không hỏi xem ta có đồng ý không? Trời xanh bắt đầu khởi động, tê ca hy yếng quát rơi xuống, một đạo thân ảnh cao gầy buông xuống, một cỗ cuồng phong phảng phất như đến từ viễn cổ gào thét, hóa thành một đầu phong hổ viễn cổ màu trắng xuất hiện trên trời cao, khiến trong lòng tất cả sinh linh đều run lên, phảng phất như nhịp tim đình trệ. Linh hồn rung động. Phong gia lão tổ. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn qua người tới, thượng thanh thế giới chi chủ, phong gia lão tổ, ban đầu ở trong phong gia bí cảnh hắn đã gặp qua hư ảnh người này. Phần phật. Sau lưng phong gia lão tổ, không ít thân ảnh cường giả tiến đến, đi đầu đúng là đám người phong hành thiên chủ, băng thiên, phong du du, phong hành thiên chủ, băng thiên, phong du du cũng đều đã đạt chân đến hàng ngũ thánh hồng cảnh. Thần linh thánh vương. Có thần thú thế giới của ta ở đây, hôm nay các ngươi sợ rằng phải từ bỏ ý đồ rồi. Một đạo thân ảnh hùng vĩ như ngọn núi xuất hiện bên người phong gia lão tổ. Một cỗ khí tức hung hãn của man hoang cuốn đi, đám cường giả Lục Ngô, tử hoàng của thần thú thế giới cũng theo đến, một cỗ khí tức nhộn nhạo trên bầu trời. Còn chúng ta ở đây nữa. Trận chiến lúc trước còn chưa chấm dứt, hiện giờ tiếp tục đi. Đồng thời lúc này, trên trời xanh bốn phương tám hướng gió nổi mây phun, từng tiếng hét lớn cuồn cuộn truyền ra, từng vết nứt không gian đen kịt bị xé nứt, bốn phương tám hướng tràn đầy thân ảnh phô thiên cái địa lướt đi, một cỗ khí tức mênh mông cuồn cuộn bỗng nhiên buông xuống, đi đầu là từng đạo thân ảnh cổ xưa buông xuống. Tất cả cường giả trong linh vũ thế giới, từng ánh mắt bỗng nhiên như điện giật nhìn lên trời cao, linh vũ thế giới không phải một mình chống lại, linh vũ thế giới còn có trợ thủ. Bốn phương tám hướng trên không trung đều gió nổi mây phun, mây đen cuồn cuộn, từng đạo thân ảnh cường giả lướt đi, cộng lại cũng có trên mấy chục vạn, khí tức tràn ngập trên thân mỗi người đều vô cùng hùng hồn, đều là hóa hồng cảnh cả. Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, cũng được, đợi sau khi ta có được hỗn độn thiên thế giới, lúc đó cùng giải quyết các ngươi luôn. Mắt thấy hỗn độn thế giới chi chủ từ bốn phương tám hướng hàng lâm xuống, sắc mặt thần linh thánh vương cũng trở nên âm trầm, phất tay nói. Động thủ đi, bất quá đừng hủy hỗn độn thiên thế giới, bởi vì thế giới này, lập tức sẽ là của ta rồi. Sát! Thần linh thiên cơ, thần linh phạt thiên hét lớn một tiếng, từng đạo thân ảnh lao thẳng tới sinh linh trong linh vũ thế giới. Người phạm linh vũ thế giới ta, gờ yêu ta ết không tha. Lục Kinh Vân trường bào phần phật, đạp không đứng lơ lửng, luân hồi hư vọng đảo xoay quanh trước người, khí tức sát phạt bàng bạc như phong bạo bắn ra. Người phạm linh vũ thế giới ta, gờ yêu ta ết không tha. Tất cả cường giả linh vũ thế giới đều hét lớn, khí tức sát phạt minh mông cuồn cuộn bắt đầu khởi động, toàn bộ trên không trung, bỗng nhiên mây đen cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Động thủ, hóa hồng cảnh của Thiên La Minh, Thương Khung Minh đều cùng động, một cỗ khí tức minh mông bắt đầu khởi động, hư không ven đường nứt vỡ từng khúc, năng lượng phong bạo như che khuất bầu trời chỉ một thoáng đã cuốn đi. Không gian ven đường cứ thế lần lượt bạo liệt ra. Đám người Hư Thiên Thánh Cô, Lão Ảnh, Hậu Khánh Lâm, Tử Vi Thần Nữ, Hoàng Phủ Minh Long, Ma Phủ Đạo Tổ Bà Thiên La cũng lập tức lướt đi, nguyên một đám cường giả hóa hồng cảnh, thánh hồng chi cảnh, bán hư vô chi cảnh tuôn ra khí thế ngập trời. Năng lượng khủng bố cuồn cuộn,
khiến cho không gian gợn sóng cuốn về phương xa, từng đạo công kích năng lượng áo nghĩa lập tức đỡ Upsilon.NG nhau như phô thiên cái địa. Bành bành bành. Công kích năng lượng áo nghĩa phô thiên cái địa bộc phát, năng lượng khủng bố rung động khuếch tán ra, chấn vỡ vô số núi sông trong linh vũ thế giới, giang sông hải vực đều nổi lên sóng gió ngập trời. Đại chiến kinh thiên hết sức căng thẳng, qua trong giây lát trời xanh linh vũ thế giới liền như tận thế, thiên địa nứt vỡ, đất rung núi chuyển, vô số sinh linh thực lực không đủ phủ phục trên mặt đất, kinh hãi lạnh mình, linh hồn rung động. Ma trệ, trận chiến lúc trước, giờ tiếp tục đi. Thế giới chi chủ của thần thú thế giới hét lớn một tiếng, thân hình như ngọn núi kéo dài qua trời cao, hào quang sáng chói từ trong cơ thể bạo tuôn ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một mảnh không gian ngăn lượng minh mông cuồn cuộn trên trời cao, mang theo tiếng sấm nổ ầm ầm, lập tức đánh về phía một tên minh linh hỗn độn thế giới chi chủ không vừa mắt. Ngày hôm nay sớm muộn cũng đến, động thủ. Phong gia lão tổ đánh ra, quanh thân viễn cổ phong hổ chiếm giữ. Những nơi đi qua không gian ven đường đều rạn nứt ra từng đạo không gian gợn sóng. Phong Lăng Thiên, không biết ngươi đã khôi phục lại đến đỉnh phong chưa? Một tên minh linh hỗn độn thế giới chi chủ cũng lập tức lao thẳng tới Phong Gia lão tổ, khí tức bắt đầu khởi động, thiên địa biến sắc, lập tức liền giao thủ lại với nhau, nguyên một đám giơ tay nhấc chân đều điều động lấy lực lượng thiên địa bàng bạc, lập tức mang theo cột sáng công kích và thất luyện khủng bố, hung hăng xông tới. Động thủ! Tất cả hỗn độn thế giới chi chủ cổ xưa bay thẳng trên trời xanh, từng đạo thân ảnh giao thủ kịch liệt với nhau. Giao thủ giữa thế giới chi chủ, giơ tay nhấc chân, sợ rằng đủ để san tiểu thế giới, chung thế giới thành bình địa, phá hủy, tuy rằng hỗn độn thiên thế giới không phải dễ dàng phá hủy như vậy, nhưng không phải là không thể phá hủy. Cho nên nguyên một đám thế giới chi chủ cũng rất đúng mực, giao thủ giữa bọn hắn giống như có ăn ý vậy, lựa chọn ở trên trời xanh. Năng lượng minh mông cổ xưa che khuất bầu trời bạo tuôn, khiến cho sinh linh dưới linh vũ thế giới không cách nào thấy rõ được, nhưng có thể cảm giác rõ ràng uy áp khủng bố tràn ngập trên trời xanh. Nó như cửu thiên tức giận, dục muốn hủy diệt vũ trụ thiên địa vậy. Thân ảnh đế phách thiên lơ lửng giữa không trung, năng lượng vô cùng bá đạo từ trong cơ thể lan tràn ra, mang theo uy áp khủng bố bôn tập, con mắt chăm chú rơi vào trên người thần linh thánh vương, thân ảnh cao gầy bá đạo phảng phất như nối liền với hư không vậy. Ha ha, đế phách thiên, ta sẽ cho ngươi biết, lựa chọn lúc trước của ngươi là ngu xuẩn buồn cười bực nào. Mắt nhìn đế phách thiên, thần linh thánh vương cười lạnh một tiếng sau đó thân ảnh bay thẳng lên trời xanh, lập tức một cỗ quang huy thần thánh từ sâu trong trời xanh tách ra, cuối cùng che khuất bầu trời, khiến hào quang chiếu rọi cả linh vũ thế giới cực kỳ chói mắt, phạm âm trận trận, giống như đã đến đại tây thiên thế giới vậy, khiến cho người phảng phất như nhìn thấy thần minh Phật tổ hàng lâm. Thủ bút bực này khiến cho tất cả sinh linh đều căng thẳng, căn bản không thể nổi lên lòng chống cự, thực lực đáng sợ đến cực điểm. Bên trong hào quang thần thánh, thân ảnh thần linh thánh vương cũng đã mất đi tung tích, toàn bộ trời xanh tựa hồ cũng lập tức yên tĩnh lại, ngay cả cuộc chiến của mấy ngàn hỗn độn thế giới chi chủ cũng bị lu mờ. Bỗng dưng, ánh mắt đế phách thiên bỗng nhiên co rút lại, thân ảnh lập tức hóa thành một đạo cầu vồng, như lôi đình xẹt ngang trời cao. Lập tức trùng kích vào trong hào quang thần thánh che khuất bầu trời kia. Hỗn độn âm dương quyết bá đạo chấn động quanh thân, một đạo hư không quyền ấn ngưng tụ ra, tựa như khiến cửu thiên rung chuyển, nương theo năng lượng vô cùng bá đạo hung hăng đập vào trên vầng hào quang thần thánh. Ầm ầm, một quyền rơi xuống, tiếng gầm chấn động cửu thiên, phía trên hào quang thần thánh, kinh khí rung động như thực chất từ bốn phương tám hướng khuếch tán ra, cuối cùng tiếng âm bạo liên tiếp vang vọng như sấm, khiến lòng người lạnh lẽo. Đế phách thiên, để ta xem thử ngươi đến cùng mạnh bao nhiêu. Thần linh thánh vương hét lớn, trong hào quang thần thánh lập tức lộ ra một khe hở, như vũ trụ cực quang thôn vệ lấy thân ảnh đế phách thiên vào trong đó. Ầm ầm, nhất thời, ở trong hào quang thần thánh, tiếng năng lượng âm bạo ầm ầm không ngừng truyền ra, tựa hồ có năng lượng vô cùng cường hãn đang không ngừng đỡ Upsilon.NG nhau, từ đó bạo phát ra trận trận tiếng sấm sét nổ vang. Linh hồn phân thân Lục Lâm Thiên có lẽ vì quan hệ đến bản thể lúc này càng có thể cảm giác được tình hình chiến đấu trên trời xanh, cuộc kịch chiến của nguyên một đám hỗn độn thế giới chi chủ. Giơ tay nhấc chân cũng căn bản không phải thường nhân có thể tham dự vào được, kịch chiến trên trời xanh quá mức đáng sợ, là hủy thiên diệt địa chân chính. Lục Lâm Thiên, hôm nay không ai có thể cứu được ngươi rồi. Lại là tiểu tử Thanh Long nhất tộc ngươi, cút ngay. Nhìn thấy tiểu Long ngăn cản. Cổ Nham lão quỷ quát lạnh một tiếng,
toàn thân nổi lên một cỗ năng lượng, hóa thành một cỗ không gian phong bạo vô cùng trầm trọng vỗ tới chỗ Tiểu Long. Lão thất phu, còn tưởng là Tiểu Long ra ra ngươi lúc trước sao, phá. Tiểu Long khẽ quát một tiếng, một đạo quyền ấn bao lấy kim sắc hỏa diễm lập tức liền như thiên thạch đánh lên phong bạo vô cùng trầm trọng. Bành! Dưới âm thanh năng lượng âm bạo trầm thấp, năng lượng không gian trầm trọng bị Tiểu Long một quyền đánh nát, giống như thiên thạch hung hăng va chạm với nhau, dư âm năng lượng đáng sợ tứ tán, từ trên cao cuốn đi, mảng lớn không gian bỗng nhiên bị phá hủy hóa thành hư không. Đạp đạp! Dưới năng lượng đáng sợ như thế, khuôn mặt vốn đang khinh thị của Cổ Nham lão quỷ trong chốc lát đại biến, thân hình dưới năng lượng kia cũng không khỏi lui về sau mấy bước, hắn dù thế nào cũng thật sự không thể ngờ tới tiểu tử như con sâu cái kiến lúc trước, hơn 60 năm ngắn ngủn không ngờ đã cường hãn đến mức này. Còn chưa tới hư vô chi cảnh, nhưng lại có khí tức hư vô chi cảnh, sao có thể vậy chứ? Ánh mắt cây Eota ép sợ nhìn qua Tiểu Long, Cổ Nham lão quỷ rung động, tiểu tử kia rõ ràng vẫn chưa chính thức đặt chân hư vô chi cảnh. Nhưng thực lực lại khủng bố như thế, có thể chống lại hư vô chi cảnh chính thức như hắn, nếu để hắn đặt chân hư vô chính thức, vậy thì thực lực có thể nghĩ. Lão thất phu, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, Tiểu Long ra ra ngươi cũng không phải dễ trêu chọc đâu. Tiểu Long quát khẽ, thân ảnh phóng lên trời, khí thức quanh thân lập tức điên cuồng chướng động, trong nháy mắt đã thúc giục thân hình kim sắc cự long khổng lồ, khí thế nóng bỏng hung hãn cuốn khắp hư không, long uy lan tràn, vô cùng hung hãn. Không đột phá hư vô chi cảnh chính thức, vậy thì còn chưa đủ. Đột nhiên bị thực lực Tiểu Long cây Eota ép sợ, Cổ Nham lão quỷ sau khi khẽ giật mình ánh mắt liền khôi phục lại thành hờ hững, chỉ cần không phải hư vô chi cảnh chính thức, một cường giả hư vô chi cảnh như hắn có gì phải e ngại chứ. Cổ Nham lão quỷ nhớ tới lúc trước nếu không phải Lục Lâm Thiên và tiểu tử này chạy trốn, nói không chừng giờ hỗn độn thiên thế giới đã là của hắn rồi. Chỉ tiếc hiện giờ hỗn độn thiên thế giới nhất định là của thần linh thánh vương rồi. Hắn còn không cách nào chống lại thần linh thánh vương, mà còn bị bức bách phải giúp thần linh thánh vương đạt được hỗn độn thiên thế giới nữa. Nhớ tới những việc này khiến trong lòng Cổ Nham lão quỷ càng nghĩ càng biệt khuất, cuối cùng nộ khí kia tự nhiên nhắm vào kim sắc cự long cực lớn, hai vai run lên, năng lượng chấn động mênh mông bao phủ khiến cả không gian như lâm vào vũng bùn, sau đó một cỗ năng lượng chấn động không ngớt khuếch tán ra. Người phạm linh vũ thế giới ta, gờ yêu ta ết không tha. Nhiệt độ nóng bỏng âm hàn thẩm thấu trời xanh, thân ảnh Lục Lâm Thiên như quỷ mị xuất hiện trước người Cổ Nham lão quỷ, dung nham hỏa viêm lam sắc quanh thân đốt cháy không gian chi lực trầm trọng kia, một đạo quyền ấn hỏa viêm lam sắc nương theo lực lượng nóng bỏng âm hàn trong khoảnh khắc đã cuốn đến trước người Cổ Nham lão quỷ. Hừ! Cổ Nham lão quỷ hừ lạnh một tiếng, xa xa phất tay run lên. Hư ảnh một ngọn núi khổng lồ ngăn cản ở trước người Lục Lâm Thiên. Rầm rầm rầm, quyền ấn Lục Lâm Thiên ầm ầm rơi xuống, dưới nhiệt độ khủng bố, dung nham hỏa viêm lam sắc rơi vãi trên bầu trời, đánh vỡ hư ảnh ngọn núi kia. Sao cũng mạnh vậy rồi? Cổ Nham lão quỷ cây Eota ép sợ, chỉ vài chục năm ngắn ngủi, bản thể Lục Lâm Thiên bị thương, linh hồn phân thân vậy mà cũng đã trở nên mạnh mẽ vậy rồi. Năng lượng nóng bỏng âm hàn lúc này khiến dù là hắn cũng cảm thấy nguy hiểm, vừa sợ vừa giận. Thân ảnh to lớn run lên, nguyên lực mênh mông cuồn cuộn không ngừng bùng lên, hóa thành vũng bùn không gian không ngớt bao trùm lấy Lục Lâm Thiên. Ngao! Long ngâm gào thét, trên khuôn mặt Tiểu Long nổi lên bí vân thanh long và huyền vũ, hào quang tản ra bốn phía, chống cự lại lực lượng trầm trọng không ngớt quỷ dị huyền ảo từ Cổ Nham lão quỷ. Kim Long chi thân khổng lồ bay ngược ra sau. Sau đó liền lăng không thò ra một chảo, đập xuống Cổ Nham lão quỷ. Xoẹt! Cổ Nham lão quỷ cấp tốc lùi lại, thân ảnh hóa thành hư vô, Tiểu Long xé ra mấy đạo vết nứt không gian đen kịt lóe lên rồi biến mất trên trời cao. Đến khi thân ảnh Cổ Nham lão quỷ lần nữa xuất hiện lần nữa thì áo choàng trên người đã nghiền nát, lộ ra năm vết rách nhỏ, nhìn qua cũng biết là đã chịu thiệt trong tay Tiểu Long rồi. Vô liêm sỉ! Cổ Nham lão quỷ nổi giận. Hai tên tiểu tử 60 năm trước ở trước mặt hắn chỉ như hai con sâu cái kiến, nhưng hôm nay đã đạt đến trình độ đáng sợ như thế. Sát ý kinh người khởi động, năng lượng ngập trời gào thét ra khỏi cơ thể, không gian chấn động văng tung tóe, cuối cùng hóa thành một khối ngoan thạch khổng lồ, toàn thân quanh quẩn bí vân, hào quang tản khắp bốn phía. Ta chính là hỗn độn ngoan thạch chi thân, há các ngươi có thể so sánh được, đều đi chết đi cho ta. Bản thể hỗn độn ngoan thạch của Cổ Nham lão quỷ hét lớn, năng lượng chấn động bành trướng quanh bản thế,
từng đạo vết nứt không gian đen kịt lan tràn ra, giống như miệng lớn dữ tợn mở ra vậy. Hỗn độn ngoan thạch thì đã sao, hỗn độn thế giới chi chủ có thể dựa vào thế giới chi lực khôi phục đến đỉnh phong, ngươi mặc dù là hư vô, nhưng lại không có đủ thời gian để khôi phục. Hỗn độn ngoan thạch, ở trong thái cổ u minh viêm của ta cũng bị triệt để luyện hóa đến thần hồn câu diệt thôi. Ngay khi cổ nham lão quỷ lộ ra bản thể, thân ảnh lam bào của Lục Lâm Thiên cũng biến mất không thấy gì nữa, chu không bỗng nhiên có một mảnh hỏa viêm dung nham lam sắc ngập trời cuồn cuộn lao ra. Từ đó ngưng tụ ra một hỏa viêm cự nhân lam sắc khổng lồ trọn vẹn hơn 1000 trượng đứng trong biển dung nham tựa như một ngọn núi vững chãi, hỏa viêm lam sắc nóng bỏng chung quanh cuồn cuộn mà lên, như sóng to gió lớn bao trùm lấy hỗn độn ngoan thạch. Nhiệt độ khủng bố kéo lên, không gian cũng bị đốt cháy thành hư không. Nhiệt độ nóng bỏng kia khiến cho cả phiến không gian đều như một cái bếp lò kinh người vậy, có thể dung hóa vạn vật thành cho tàn và hư vô. Đốt cháy lão thất phu ngươi, thử xem thần long luyện thiên hỏa của long gia gia ngươi đi. Long ngâm vang vọng, kim long chi thân khổng lồ của tiểu long chống cự thái cổ u minh viêm, trên vô số lân phiến màu vàng quanh thân cũng có một cỗ kim sắc hỏa diễm khủng bố như phong bạo, bài sơn đảo hải cuốn lên trên bản thể hỗn độn ngoan thạch của cổ nham lão quỷ. Vô liêm sỉ. Các ngươi căn bản không thể luyện hóa được ta, ta là hỗn độn ngoan thạch chi thân, các ngươi không thể nào luyện hóa ta được đâu. Bị hai loại hỏa viêm đáng sợ nhất bao lấy, cổ nham lão quỷ liền gào thét, nhưng trong âm thanh dù thế nào cũng có thể nghe ra vẻ kinh hãi. Trong hai loại hỏa viêm này, hỗn độn ngoan thạch chi thân của cổ nham lão quỷ toàn lực giãy giụa nhưng khó có thể bỏ chạy. Giống như Lục Lâm Thiên dự đoán, hắn không phải hỗn độn thế giới chi chủ, không cách nào mượn nhờ thế giới chi lực khôi phục. Bởi vậy thời gian 100 năm căn bản không cách nào đủ cho hắn triệt để khôi phục, nghĩ hết biện pháp, hấp thu vô số sơn mạch tinh hoa, đại địa linh khí, nhưng vẫn không cách nào khôi phục lại đến đỉnh phong như lúc trước được cả. Giờ phút này, dưới hai loại hỏa viêm khủng bố kia, khiến cho trong lòng cổ nham lão quỷ cũng cảm thấy khí tức nguy hiểm, đặc biệt là hỏa viêm lam sắc kia, khiến hắn có một loại cảm giác rất quen thuộc, như là tồn tại khủng bố nào đó. Luyện hóa không được ngươi. Vậy cũng phải đánh nát ngươi. Tiểu long hét lớn, long chảo cuồn cuộn, từng đạo long chảo xé rách trời xanh, không ngừng rơi vào trên hỗn độn ngoan thạch, mỗi một đạo long chảo rơi xuống đều sẽ lưu lại trên đó một khe hở thật sâu. Oanh bạo, hỏa viêm cự nhân lam sắc huy động hai đấm, hỏa viêm lam sắc đầy trời cuồn cuộn, từng đạo quyền ấn ngưng tụ hỏa viêm lam sắc không ngừng đánh lên hỗn độn ngoan thạch khổng lồ kia. Rầm rầm rầm, nhất thời. Kim long cực lớn và hỏa viêm cự nhân lam sắc khổng lồ, từng đạo lực lượng cường hãn rơi vào trên hỗn độn ngoan thạch như mưa, mỗi một lần năng lượng rơi xuống đều bộc phát ra tiếng nổ mạnh kinh thiên, vang vọng như sấm rền, nương theo năng lượng phong bạo khủng bố không ngừng khuếch tán ra, khiến người thấy mà giật mình. Tăng thêm hai loại hỏa viêm khủng bố thiêu đốt, hỗn độn ngoan thạch lập tức lâm vào kết quả chật vật không cách nào bỏ chạy. Coi như là hỗn độn ngoan thạch chi thân cũng không chịu được hai người Tiểu Long và Lục Lâm Thiên không ngừng oanh kích. Trên hỗn độn ngoan thạch chi thân lập tức lộ ra dấu vết nứt vỡ, khe hở lan tràn, càng ngày càng lợi hại, một cỗ dung nham hỏa viêm lam sắc và kim sắc hỏa diễm thừa cơ này cũng thấm vào trong, không ngừng thiêu đốt lấy. Rốt cục, hỗn độn ngoan thạch cũng không cách nào chống lại nữa, kinh hãi toàn lực giãy giụa, nhưng bị Lục Lâm Thiên và Tiểu Long liều mạng đánh đập. Cổ nham lão quỷ càng ngày càng bị lâm vào tử cục, hỗn độn ngoan thạch chi thân khổng lồ xuất hiện nhiều khe hở thật sâu, không ngờ lại sắp bị đánh nát đến nơi rồi. Khi cổ nham lão quỷ ra tay dù thế nào cũng không nghĩ đến, hắn một hư vô chi cảnh lại bị hai tên tiểu tử chưa đạt đến hư vô vây công đến tử cục như hiện giờ. Thương cổ chi chủ, cứu ta, nhanh cứu ta. Rốt cục, cổ nham lão quỷ sợ, sâu trong linh hồn tuôn ra sợ hãi, hắn cũng không phải hỗn độn thế giới chi chủ. Hư vô chi cảnh cũng không phải bất tử bất diệt, từng tiếng hét lời thảm thiết vang vọng vào trên trời xanh. Không ai cứu được ngươi đâu, đi chết đi. Kim long cực lớn và hỏa viêm cự nhân khổng lồ như tâm hữu linh tê, cùng lúc dùng một kích toàn lực trùng trùng điệp điệp đánh lên hỗn độn ngoan thạch đã sớm rạn nứt, hỗn độn ngoan thạch khổng lồ có chút run rẩy, không gian chung quanh liên tiếp nứt vỡ ra. Răng rắc. Bỗng dưng, trên hỗn độn ngoan thạch truyền ra tiếng răng rắc, ngay sau đó văng tung tóe. Hóa thành không ít đá vụn cho tàn cực lớn, rơi vãi xuống từ bầu trời. Phần phật, hỏa viêm lam sắc cuồn cuộn như sóng to gió lớn, như nguyên một đám phong bạo cực lớn cuốn hết mảnh vỡ hỗn độn ngoan thạch vào trong hải dương hỏa viêm lam sắc.
Hậu nhân biến dị do hậu nhân Thanh Long Lão Tổ và Huyền Vũ Lão Tổ kết hợp, Thái Cổ U Minh Viêm trọng sinh, không đến hư vô, lại có thể liên thủ đánh chết Cổ Nham Lão Quỷ, thật đúng là đều bất phàm a hát. Không ai cứu được ngươi đâu, đi chết đi. Kim Long cực lớn và Hỏa Viêm cự nhân khổng lồ như tâm hữu linh tê, cùng lúc dùng một kích toàn lực trùng trùng điệp điệp đánh lên hỗn độn ngoan thạch đã sớm rạn nứt, hỗn độn ngoan thạch khổng lồ có chút run rẩy, không gian chung quanh liên tiếp nứt vỡ ra. Răng rắc. Bỗng dưng, trên hỗn độn ngoan thạch truyền ra tiếng răng rắc, ngay sau đó văng tung tóe, hóa thành không ít đá vụn cho tàn cực lớn, rơi vãi xuống từ bầu trời. Phần phật. Hỏa viêm lam sắc cuồn cuộn như sóng to gió lớn, như nguyên một đám phong bạo cực lớn cuốn hết mảnh vỡ hỗn độn ngoan thạch vào trong hải dương hỏa viêm lam sắc. Hậu nhân biến dị do hậu nhân Thanh Long Lão Tổ và Huyền Vũ Lão Tổ kết hợp, Thái Cổ U Minh Viêm trọng sinh, không đến hư vô, lại có thể liên thủ đánh chết Cổ Nham Lão Quỷ, thật đúng là đều là bất phàm a hát. Âm thanh vừa dứt, một đạo thân ảnh cổ xưa xuất hiện trước mặt Tiểu Long và linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm của Lục Lâm Thiên, thân hình cao ngất, phảng phất như cả thiên địa đều hòa tan vào một thể vậy, toàn thân lan tràn khí tức man hoang thương cổ. Hỗn độn thế giới chi chủ. Ánh mắt Lục Lâm Thiên và Tiểu Long cùng run lên, thân ảnh cổ xưa này là hỗn độn thế giới chi chủ, khí tức trên thân căn bản không phải Cổ Nham Lão Quỷ có thể so sánh được. Đối mặt hỗn độn thế giới chi chủ, ánh mắt Lục Lâm Thiên cũng không khỏi trở nên ngưng trọng hẳn lên. Hỗn độn thế giới chi chủ thần linh Thánh Vương mang đến so với hỗn độn thế giới chi chủ mà sư phụ Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên tụ tập còn nhiều hơn một chút, cho nên lúc này mới có hỗn độn thế giới chi chủ rảnh rỗi để đối phó hắn và Tiểu Long. Không thể để các ngươi phát triển thêm nữa, hôm nay tất cả đều phải chấm dứt, nhớ kỹ, ta gọi là thương cổ, các ngươi là bỏ mạng trong tay ta. Lão giả già nua nhìn qua thân hình khổng lồ của Lục Lâm Thiên và Tiểu Long, sát ý bắt đầu từ trong hai tròng mắt thâm thúy như trời xanh kia lan tràn ra. Thương cổ, tên hậu nhân Thanh Long tộc và Huyền Vũ tộc này giao cho ngươi đi, linh hồn phân thân kẻ này giao cho ta. Lời nói có chút lạnh lùng vừa dứt, một đạo thân ảnh mặc bào quỷ dị xuất hiện. Mặc bào khinh động, trong nháy năng lượng vô cùng mênh mông khiến cho toàn bộ không gian đều cứng lại, một cỗ khí tức quỷ dị lan tràn ra, khí tức bao phủ cả phiến không gian rộng lớn, khiến cho Lục Lâm Thiên và Tiểu Long lần nữa run lên. Thích Thiên, hư vô chi cảnh. Đối với người tới, Lục Lâm Thiên và Tiểu Long tự nhiên nhận ra. Chân lý Niết Bàn giả Thích Thiên lúc trước, về sau phát hiện chính là linh hồn phân thân của thần linh Quảng Hồng, mà lúc này có thể nói là linh hồn phân thân của thần linh Thánh Vương. Trong trăm năm này, bởi vì quan hệ đến việc bản thể thần linh Thánh Vương hàng lâm cho nên Thích Thiên này cũng đã đặt chân đã đến hư vô. Tốt, giao cho ngươi. Đối mặt Thích Thiên, ánh mắt thương cổ lại lộ ra cung kính, bởi vì Thích Thiên lúc này cũng là một đạo phân thân của thần linh Thánh Vương. Sau đó ánh mắt đã tập trung vào Tiểu Long, tâm niệm vừa động, một cái vòng xoáy hư không khủng bố bao phủ tới Tiểu Long, khí tức khủng bố bao trùm cả bầu trời. Ngao! Tiểu Long cắn răng. Loại khí thức kia cường hãn hơn Cổ Nham Lão Quỷ rất nhiều, nhưng hắn cũng không có chút lùi bước, thân hình cao lớn như lôi đình lao ra, hôm nay đã không thể lùi bước, cũng không cách nào lùi bước nữa rồi, chỉ có toàn lực đánh một trận thôi. Tiểu Long cẩn thận. Lục Lâm Thiên cảm thấy lo lắng, hỗn độn thế giới chi chủ cũng không phải Cổ Nham Lão Quỷ có thể so sánh được, đó chính là tồn tại đỉnh phong nhất trong thiên địa này a. Người vẫn nên lo lắng cho chính mình đi. Thân ảnh thần linh Thánh Vương bộ dáng Thích Thiên lơ lửng xuất hiện trước người Hỏa Viêm cự nhân lam sắc, thân hình lúc này so với Hỏa Viêm cự nhân lam sắc khổng lồ phải nhỏ hơn nhiều, nhưng khí thế trong lúc vô hình lại áp chế hoàn toàn Lục Lâm Thiên. Có chút nhấc mắt nhìn qua Lục Lâm Thiên, thần linh Thánh Vương nói. Thái Cổ U Minh Viêm, lúc trước bị Đông Hoàng Thái Huyền tiêu diệt, nhưng lại lưu lại một đạo sinh cơ, Đông Hoàng Thái Huyền vẫn lạc, chút sinh cơ này lần nữa sống lại trọng sinh, nhưng hôm nay... Thái Cổ U Minh Viêm không biết có phải là đối thủ của hỗn độn Thích Thiên khí của ta không đây? Mắt Lục Lâm Thiên khẽ động, xem ra Thái Cổ U Minh Viêm vào thời viễn cổ cũng đã có một đoạn năm tháng phong hoa tuyệt đại. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng lần đầu biết được bản thể của Thích Thiên này chính là một loại hỗn độn Thích Thiên khí, đoán chừng cũng giống như hỗn độn ngoan thạch vậy, là vật đến từ hỗn độn, có lẽ còn mạnh hơn hỗn độn ngoan thạch nhiều. Ta nghĩ vào thời viễn cổ. Hỗn độn Thích Thiên khí nhất định không dễ chịu như Thái Cổ U Minh Viêm đúng không? Cặp mắt to lớn của Lục Lâm Thiên bao quát lấy thần linh Thánh Vương bộ dáng Thích Thiên. Hừ, tựa hồ như bị Lục Lâm Thiên nói trúng điểm yếu,
ánh mắt Thích Thiên trầm xuống, một cỗ khí tức quỷ dị bắt đầu khởi động, loại khí tức này như hạo nhiên càn khôn như thánh quang Phật khí, khiến tâm thần người nhộn nhạo, nhưng lại không phải hạo nhiên càn khôn chi khí hân chánh, cũng không phải thánh quang Phật khí. Khí tức quỷ dị này khiến người không nhìn được có một loại xúc động như muốn bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, rất khó sinh ra lòng phản kháng dưới khí tức này. Mắt nhìn Lục Lâm Thiên Thần Linh Thánh Vương nói. Tiểu tử, Thái Cổ U Minh Viêm hôm nay sắp sửa triệt để thần hồn câu diệt, chờ sau khi cái linh hồn phân thân này của ta dung hợp linh hồn phân thân ngươi, đến lúc đó, há chỉ có hỗn độn thiên thế giới và hỗn độn địa thế giới thuộc về ta, mà ngay cả hỗn độn nhân thế giới cũng sẽ thuộc về ta. Khặc khặc xxxxxx. Tiếng nói truyền ra, thần linh thánh vương bộ dáng Thích Thiên liền động, trên người lan tràn khí tức yêu tà quỷ dị, khí tức tà ác yêu dị đến cực hạn đủ mê hoặc tâm trí người khác, khiến bất chi bất giác phải chịu lấy ảnh hưởng, cuối cùng hóa thành mạc quang phô thiên cái địa, dùng một loại xu thế che khuất bầu trời bao phủ về phía thân hình hỏa viêm cự nhân lam sắc của Lục Lâm Thiên. Xoẹt! Hỏa viêm hải dương lam sắc cuồn cuộn, lộ ra một loại nhiệt độ đáng sợ ngay cả linh hồn cũng không cách nào chịu nổi, hỏa viêm lam sắc tràn ngập khiến cả phiến thiên không này đột nhiên rung rung. Hỏa viêm lam sắc phô thiên cái địa từ trong hư không thấm ra ngoài, một cỗ khí tức đáng sợ khiến người phải động dung lặng yên lan tràn ra, một mảnh hải dương hỏa viêm lam sắc ngăn cản lấy mặc quang phô thiên cái địa kia. Ầm ầm, mặc quang bắt đầu khởi động như một mảnh mặc hải yêu tà, nhiệt độ nóng bỏng âm hàn của Thái Cổ U Minh Viêm đốt cháy hết tất cả. Nhưng lúc này lại không cách nào làm gì dược mặc hải yêu tà kia, bắt đầu liên tiếp bại lui, sau đó bị mặc quang phủ lên. Không ngăn được ta đâu, ngươi còn quá yếu. Âm thanh thần linh thánh vương truyền ra, trong mặc hải yêu tà hào quang đại tác, như thánh quang hàng lâm chấn động toàn bộ những nơi đi qua. Hư không cũng lộ ra không gian đen kịt, mang theo khí tức quỷ dị lan tràn bao phủ khắp trời cao. Ven đường như có thể thôn phệ tất cả dung nham lam sắc vậy. Ánh mắt Lục Lâm Thiên rung động, mắt nhìn mặc hải yêu tà phô thiên cái địa cuốn tới, hắn liền ngưng kết thủ ấn, hỏa viêm lam sắc chung quanh như sóng biển, không ngừng bốc lên, nhiệt độ nóng bỏng bộc phát, lập tức trong biển lửa lam sắc bao la chợt có một đám quái vật hình dáng khổng lồ xuất hiện. Ngao, 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 ngao. Long ngâm chấn không, một mảnh viêm long cự đại dài hẹp khổng lồ trên mấy ngàn thước gào thét trong hải dương lam sắc. Mang theo năng lượng thất luyện lam sắc nóng bỏng như cầu vòng lam sắc xẹt qua không gian, giống như từ trong cửu u địa ngục lao ra ngoài, mang theo hỏa viêm khủng bố cuốn khắp, dùng một loại xu thế hủy diệt vạn vật hung hăng va chạm về phía mặc hải yêu tà kia. Dù sao vẫn chưa đặt chân hư vô, so với Thái Cổ U Minh Viêm vào thời viễn cổ ngươi vẫn còn quá yếu. Trong mặc hải yêu tà, từng đạo năng lượng mặc sắc xuyên thủng trời xanh, mang theo vết nứt không gian đen kịt. Trong điện quang hỏa thạch đã rơi vào trên không ít viêm long chi thân cực lớn kia. Rầm rầm. Không có âm thanh âm bạo quá lớn, năng lượng mặc sắc yêu tà xuyên thủng viêm long chi thân lam sắc, đánh nát đám viêm long lam sắc kia dễ như trở bàn tay, giống như có pháo hoa sáng lạn từ trên thân hình viêm long bắn ra ngoài, cuối cùng tiêu tán trên bầu trời. Thân hình khổng lồ của Lục Lâm Thiên rung động lui bước, ánh mắt càng thêm kinh hãi, đối phương thật sự quá mức cường hãn rồi. Rầm rầm. Theo hỏa viêm cự nhân lam sắc bị đẩy lui, vô số mặc sắc năng lượng cũng như đêm tối bao phủ thôn vệ lấy hải dương hỏa viêm lam sắc. Năng lượng thải luyện mặc sắc nương theo một mảnh vết nứt không gian đen kịt dài hẹp thâm thúy lan tràn đến. Hỏa viêm cự nhân không ngừng ngăn cản, nhưng không cách nào ngăn cản được, những năng lượng mặc sắc quỷ dị kia nương theo một cỗ chấn động vô hình phảng phất giống như thiên địa cuốn tới như gió bão. Mặc hải yêu tà thậm chí mang theo lôi điện lập lòe. Có thể bao phủ hỏa viêm lam sắc, trói buộc ảnh hưởng hết tất cả, thậm chí có thể thẩm thấu ảnh hưởng đến linh hồn nữa. Rốt cục, hỏa viêm cự nhân lam sắc khổng lồ bị mặc sắc năng lượng bao lấy như khóa sắc, hơn nữa ngày càng nhiều, khiến cho hỏa viêm cự nhân chi thân khổng lồ hoàn toàn bị bao phủ lấy, sau đó liền dần dần bị phủ thành mặc sắc. Ngao! Hỏa viêm cự nhân khổng lồ gào thét, trong lúc hoảng sợ chợt trở thành một con hỏa long hai đầu lam sắc óng ánh. Năng lượng càng thêm nóng bỏng âm hàn phun trào, khiến cho vô số mặc sắc năng lượng nứt vỡ từng khúc, giãy giụa ra khỏi năng lượng mặc sắc như xích sắt kia trói buộc. Ta nói rồi, ngươi không phải đối thủ. Thần linh thánh vương bộ dáng Thích Thiên quỷ dị xuất hiện trước mặt song đầu hỏa long lam sắc, một đạo không gian thủ ấn mặc sắc bay bổng bỗng nhiên vỗ vào trên thân hình hắn. Bành! Dưới tiếng trầm đỡ upsilon, c, song đầu hỏa long lam sắc bị đập bay xuống đất từ trên trời cao. Rơi mạnh vào trong sơn mạch phi linh.
Loại lực lượng khủng bố kia khiến toàn bộ sơn mạch Phi Linh đều rung động, mặt đất lan ra vô số khe hở, vô số ngọn núi ẩm ẩm nương theo. Ở trong mặt đất, năng lượng mực sắc yêu tà nhàn nhạt hiển hiện, những nơi nó đi qua, vạn vật đều trở nên héo rũ. Hỗn độn thiên thế giới hiện giờ, quá yếu, thật sự là quá yếu. Thân ảnh thần linh thánh vương bộ dáng Thích Thiên hàng lâm trên sơn mạch Phi Linh, mắt nhìn vô số sinh linh không có tư cách tham gia đại chiến, thậm chí phải quỳ rạp trên mặt đất, trong mắt xẹt qua vẻ khinh thường và lạnh lùng. Trường bào huy động, một cỗ năng lượng mặc sắc tà ác lan tràn, lập tức che khuất bầu trời, bao phủ mảng lớn sinh linh linh vũ thế giới vào trong đó. A hát! Năng lượng mặc sắc cuốn xuống, mảng lớn sinh linh linh vũ thế giới kêu rên kêu thảm thiết, thân hình hóa thành bạch cốt, sau đó lặng yên hóa thành sương mù tiêu tán. Thần linh thánh vương! Song đầu hỏa long lam sắc rơi xuống đất hóa thành bộ dáng lục lâm thiên, nhìn qua vô số sinh linh trong linh vũ thế giới đều hóa thành sương mù trong mặc hải yêu tà, hai mắt hắn cũng đỏ thẫm, ánh mắt tức giận ngập trời, thân ảnh vội xông tới chỗ thần linh thánh vương. Tiểu tử, ngươi không phải đối thủ của ta, ngươi căn bản còn chưa đủ tư cách. Thần linh thánh vương phất tay xa xa quét qua, một đạo trưởng ấn mặc sắc lăng không hiển hiện, sau đó liền hung hăng xuyên qua không gian vỗ vào trên người lục lâm thiên. Bang bang! Thân ảnh lục lâm thiên lần nữa như thiên thạch rơi vào trong sơn mạch Phi Linh, mặt đất không ngừng rạn nứt, nương theo lấy từng tiếng kêu thảm thiết khắp không gian, mặc sắc năng lượng lặng yên bao phủ lên toàn bộ linh vũ thế giới. Ta liều mạng với ngươi! Nguyên một đám sinh linh vẫn lạc, lục lâm thiên có thể nghe ra được không ít âm thanh quen thuộc, Hoa Môn Thành đã bị mặc hải lớn kia bao phủ, vô số đệ tử Phi Linh môn bỏ mạng, điều này khiến lục lâm thiên cảm thấy cực kỳ bi thống khó chịu. Cảnh tượng đau lòng đập vào mắt như xé rách tâm can. Cũng không biết hắn lấy năng lượng từ đâu tới, khí tức nóng bỏng âm hàn ngập trời bạo động, lại lần nữa lao thẳng tới thần linh thánh vương. Ngươi có tư cách gì liều với ta, ngoại trừ Đông Hoàng Thái Huyền và Đế Phách Thiên Gia, dưới gầm trời này ai có tư cách đánh đồng với ta? Đông Hoàng Thái Huyền đã chết, Đế Phách Thiên cũng không cầm cự được bao lâu nữa đâu. Thần linh thánh vương lạnh lùng cười, nghe tiếng kêu rên thê thảm trong mặc hải lớn kia. Hắn lại lần nữa phất tay quét qua, trong mặc hải tà ác, một đạo năng lượng mặc sắc như lôi đình đấu upsilon.ng vào trên người lục lâm thiên. Rầm rầm rầm, tiếng âm bạo liên hoàn như pháo hoa vang lên, thân hình lục lâm thiên như chim gãy cánh liên tiếp va đập vào trong ngũ hành đại điện khổng lồ. Ngũ hành đại điện bị ầm ầm phá hủy, toàn bộ Phi Linh môn liên tiếp rạn nứt. Mặc hải lớn thẩm thấu toàn bộ Phi Linh môn, vô số tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi. Hài nhi, Đồ Nhi, trên trời xanh, cường giả Phi Linh môn tham dự đại chiến nghe tiếng kêu rên thảm thiết từ bên dưới truyền đến cả đám đều run lên, đó là thân nhân, là người nhà bọn hắn. G.I.O.T.A.S, liều mạng với bọn họ. Vương Bát Đản, liều mạng với bọn họ, có chết cũng phải kéo theo mấy tên đệm lưng. Cường giả Phi Linh môn, toàn bộ cường giả trong linh vũ thế giới đều dậm chân đấm ngực gầm thét, đau xót gần chết, cuối cùng bi thống hóa thành sát phạt. Hai mắt hàn ý ngập trời, sát ý đỏ thẫm bao phủ cả hư không. Rầm rầm rầm. Đại chiến thê thảm kịch liệt, trên linh vũ đại lục có không ít cường giả thân hình bị nổ nát, huyết vụ rơi vãi, vô số cường giả tự bạo hồn anh khiến hư không cũng phải rung chuyển. Vì toàn bộ linh vũ đại lục mà chiến đấu, vì ngăn cản hạo kiếp linh vũ thế giới mà chiến. Nhưng ở trên thực lực, linh vũ thế giới cộng thêm Thương Khung Minh cũng khó có thể chống lại Thiên La Minh, vô số cường giả thần hồn câu diệt. Triệt để vẫn lạc trong thiên địa. Thân hình lục lâm thiên lao ra khỏi ngũ hành đại điện như phế tích, mắt nhìn thần linh thánh vương bộ dáng Thích Thiên trong mặc hải lớn, sát ý ngập trời khiến cả bầu trời cũng như hóa thành hầm bằng, cặp mắt lập lòe hỏa viêm lam sắc, nhiệt độ nóng bỏng cũng không cách nào giảm bớt được sát ý băng hàn thấu xương kia. Trên linh vũ đại lục vô số sinh linh bỏ mạng, giữa không trung vô số cường giả linh vũ thế giới thần hồn câu diệt, hài cốt không còn, nguyên một đám cường giả tự bạo hồn anh. Lục Lâm Thiên biết rõ, vì linh vũ thế giới, những sinh linh kia đều đã tận hết sức lực rồi. A hát! Đạp nát hư không, hai mắt Lục Lâm Thiên đỏ bừng, ngửa mặt lên trời bi thống như sấm sét cuồn cuộn, khiến người nghe cảm thấy cực kỳ bi thương, tim như bị đao cắt, cảm xúc thoáng cái lan tràn khắp toàn bộ sinh linh linh vũ thế giới. Trong linh vũ thế giới, Đông Hải, linh vũ đại lục, Tổ Yêu Lâm, linh hoàng nhai, cổ vực. Hàng tỷ vạn sinh linh không có thực lực tham dự đại chiến không hề phủ phục nữa, nguyên một đám thân hình run rẩy đứng dậy, im ắng bi thống nhìn lên trời xanh,
nhìn qua nguyên một đám cường giả quen thuộc trong linh vũ thế giới vẫn lạc, thần hồn câu diệt, hồn anh tự bạo, vô số sinh linh trong mắt chảy xuống huyết lệ, hàm răng cắn chặt lấy môi, móng đâm thật sâu vào lòng bàn tay khiến máu chảy xuống giọt giọt. Hàng tỷ sinh linh im im lặng lặng ngẩng đầu nhìn xem, bọn hắn đang chờ đợi thân ảnh quen thuộc kia đánh bại tất cả, thân ảnh quen thuộc kia có thể bảo hộ lấy toàn bộ linh vũ thế giới. Bi thống im ắng, huyết lệ hòa lẫn nước mắt, giữa thiên địa đều là một mảnh thê lương, dưới im ắng bi thống như thế, tất cả sinh linh lòng như đao cắt, ruột gan đứt từng khúc. Thần linh thánh vương, ta thề, thề phải nghiền xương ngươi thành cho, trọn đời không thể siêu sinh. Bi thống, đau nhức tận tim, ruột gan đứt từng khúc, Lục Lâm Thiên bật khóc, hận mình không cách nào bảo vệ linh vũ thế giới, hận mình không cách nào bảo vệ sinh linh linh vũ thế giới, bi thống chợt hóa thành năng lượng. Hỏa viêm lam sắc ngập trời quanh người bắt đầu khởi động, lần nữa xông về phía thần linh thánh vương. Ánh sáng đom đóm cũng dám tranh phát sáng với ánh trăng, thật không biết tự lượng sức mình. Thần linh thánh vương bộ dáng thích thiên lạnh nhạt nói nhỏ, căn bản cũng không để Lục Lâm Thiên vào mắt, trong mặc hải lớn yêu tà, năng lượng mặc sắc lao ra như nộ long, lại lần nữa hung hăng trùng kích vào L sao IG ngực Lục Lâm Thiên. Bang bang! Thân hình Lục Lâm Thiên bị đánh bay xuống như thiên thạch. Trong mắt mũi miệng đều hộc ra mảng lớn hỏa viêm lam sắc. Chỉ cần ta không chết, sẽ không buông tha cho ngươi đâu. Lục Lâm Thiên lại lần nữa lao ra, khí tức nóng bỏng cuồn cuộn bắt đầu khởi động ra. Bành! Sát! Phanh! Tiểu tử không biết tự lượng sức mình, con sâu cái kiến mà thôi. Bành bành! Lần lượt nhào tới giữa không trung, nhưng kết quả lại đều giống nhau, lần lượt bị đánh bay đi. Khí tức Lục Lâm Thiên càng ngày càng yếu, ngay cả nhiệt độ nóng bỏng âm hàn cũng ngày càng yếu đi, thân hình không ngừng bị đánh bay, mặt đất không ngừng rạn nứt, vô số đại địa xuất hiện khe hở như thâm uyên, vô số ngọn núi nứt vỡ. Bành! Thân hình Lục Lâm Thiên không biết đã là lần thứ bao nhiêu đập vào hậu sơn phi linh môn, dưới tiếng âm bạo trầm thấp, toàn bộ mặt đất run rẩy, mảng lớn ngọn núi lay động run rẩy, từng khe hở lan tràn ra, sụp đổ xuống, đất rung núi chuyển, cự thạch kích động. Thân hình Lục Lâm Thiên rơi xuống đập ra một hố sâu, hóa thành một mảnh dung nham hỏa viêm lam sắc, một khối cự thạch lam sắc bị rạn nứt nghiền nát, trên cự thạch có khắc mấy chữ to, Thôi Hồn Độc Tôn Đông Vô Mệnh, thân hình Lục Lâm Thiên không ngờ bị nện vào lăng mộ của Thôi Hồn Độc Tôn Đông Vô Mệnh. Đông Lão! Dung nham hỏa viêm lam sắc nhúc nhích, lại lần nữa ngưng tụ thành Lục Lâm Thiên, trong tay nắm lấy một khối mộ bia nứt vỡ, ánh mắt ảm đạm, quay mắt nhìn về phía thần linh thánh vương. Không ngờ hắn lại vô lực như vậy, lại không cách nào chống lại như vậy. Trơ mắt ếch ra nhìn sinh linh trong linh vũ thế giới vẫn lạc, trơ mắt ếch ra nhìn sinh linh trong linh vũ thế giới nguyên một đám thần hồn câu diệt, thây ngang khắp đồng, tiếng khóc khắp nơi, nhưng lại vô lực ngăn cản, chỉ có thể bi thống. Rầm rầm rầm, âm thanh trầm đớ upsilon, c không ngớt không ngừng vang vọng trên trời xanh, nguyên một đám cường giả linh vũ thế giới vẫn lạc, tiếng sát phạt vang tận mây xanh. Hàng tỉnh sinh linh linh vũ thế giới ngẩng đầu nhìn qua trời xanh, bi thống im ắng, huyết lệ hòa nước mắt, thân ảnh quen thuộc kia sau khi lần nữa bị đánh bay, lại không thể đứng lên được nữa. Ngũ hành đại đế, đứng lên đi, linh vũ thế giới cần ngươi. Trên đông hải sóng gió ngập trời, trên một hải đảo cao ngất, một đại hán thì thào nói nhỏ, khóe miệng tràn ra vết máu đáng sợ. Ngũ hành đại đế, đứng lên đi, vì linh vũ thế giới, đứng lên đi. Trong cổ vực, một thanh niên hai nắm đấm lộ ra gân xanh, lòng bàn tay không ngừng có máu tươi nhỏ giọt chảy xuống đất. Lục sư tổ, đứng lên đi, linh vũ thế giới cần ngươi, vô số sinh linh cần ngươi. Trên Vân Dương Tông, một thiếu nữ nhìn hướng cổ vực ở phương xa, trên gương mặt, hai mắt chảy xuôi ra huyết lệ. Lục sư tổ, thỉnh bảo hộ linh vũ thế giới. Sau lưng thiếu nữ phần đông đệ tử trẻ tuổi thấp giọng kêu gọi, âm thanh càng lúc càng lớn. Cuối cùng vô số đệ tử Vân Dương Tông kêu lên, âm thanh vang tận mây xanh. Ngũ hành đại đế, ngươi không thể ngã xuống, đứng lên đi. Trong tổ yêu lâm, vạn thú sinh linh ngẩng đầu, từng tiếng quát lớn truyền ra. Ngũ hành đại đế, linh vũ thế giới cần ngươi. Trên linh hoàng nhai, hàng tỷ sinh linh ngay ngắn đứng, tiếng gầm từ từ vang vọng trời xanh. Ngũ hành đại đế, đứng lên a. Ngũ hành đại đế, thỉnh bảo hộ linh vũ thế giới. Bảo hộ gia viên hàng tỷ sinh linh. Linh vũ đại lục, cổ vực, đông hải, tổ yêu lâm, linh hoàng nhai, hàng tỷ sinh linh la lên,
nương theo chân khí và nguyên lực, tiếng gầm càng lúc càng lớn, sau một lát, tiếng gầm đã vang vọng như sấm rền. Tiếng gầm bi thống chờ mong hội tụ lăn đãng truyền ra, không ngớt không dứt, hàng tỷ ánh mắt xa xa ngửa đầu nhìn trời xanh, mắt nhìn về hướng cổ vực, khiến cho cửu thiên nghe tiếng mà bi, khiến cho cửu u nghe tiếng mà rung động. Ở trong hố xấu, Lục Lâm Thiên nghe tiếng kêu gọi từ bốn phương tám hướng truyền đến, hạo kiếp hàng lâm, hàng tỷ sinh linh đang hô hoán, nhưng hắn lại bất lực, hắn căn bản không cách nào chống cự được. Lục Lâm Thiên vốn cho rằng mình có thể chống cự hạo kiếp, mình chung quy có thể chống cự, mình chưa từng nhận thất bại, chưa từng. Nhưng giờ hạo kiếp chính thức buông xuống, từng đạo thân ảnh trùng thiên mà rơi, nguyên một đám cường giả tự bạo hồn anh khiến lòng hắn cảm thấy cực kỳ đau đớn. Không được, ta vẫn không đủ thực lực a hát. Lục Lâm Thiên bi thống khóc giống lên, giờ phút này, hắn cảm thấy mình thật nhỏ yếu. Ở trước mặt hạo kiếp chính thức, hắn chẳng là gì cả, ngay cả lực tự bạo cũng không có, làm sao có thể bảo hộ linh vũ thế giới, bảo hộ hàng tỷ sinh linh. Tiểu tử, có nghe thấy không, tất cả mọi người đang hô hoán ngươi đấy, tất cả mọi người cần ngươi, ngươi còn không mau dốc sức liều mạng đi. Nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh mờ ảo đã rơi vào tai Lục Lâm Thiên, một đạo thân ảnh mờ ảo lập tức xuất hiện ở trước mắt Lục Lâm Thiên, một bộ áo đen, hai mắt lăng lệ ác liệt, nhưng có chút mang ý cười. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, hai mắt Lục Lâm Thiên bỗng nhiên co rút lại, linh hồn cũng run lên, ánh mắt si ngốc nhìn chăm chú vào thân ảnh kia, trong cổ họng phát ra nghẹn ngào. Đông lão, người đã quay lại rồi sao, người thật sự quay lại rồi sao? Thân ảnh áo đen hư ảo nhìn qua Lục Lâm Thiên, khuôn mặt cười to, ánh mắt thâm thúy mờ ảo, nói. Ta một mực đều ở đây, chưa từng rời đi. Người không phải đã vẫn lạc sao, người sao một mực đều ở đây được, vậy thì sao không đi ra gặp ta, gặp Oánh tỷ, gặp Tâm Đông, chúng ta đều rất nhớ ngươi. Ánh mắt si ngốc của Lục Thiếu Đê chấn động, mở hai tay ra muốn chạm vào thân ảnh quen thuộc trước mắt, nhưng lại phát hiện ngón tay chỉ có thể xuyên qua, không gian nổi lên từng vòng chấn động. Ta cũng nhớ ngươi, nhớ Tâm Đồng, nghĩ tới Phi Linh Môn, còn có nàng. Thúc hồn độc Tôn Đông Vô Mệnh cúi đầu nhìn qua đầu ngón tay Lục Lâm Thiên xuyên qua thân hình hư ảo của mình, cười nhạt một tiếng nói. Ta không thể quên được các ngươi, không thể bỏ Phi Linh Môn, cho nên mới còn một đám chấp niệm sót lại. Lời vừa dứt, Đông Vô Mệnh khẽ ngẩng đầu nhìn qua trước không, phía trước, có một đạo lưu quang bạch sắc và một đạo thải hồng gấp rút lướt đến. Chớp động một cái, lưu quang bạch sắc thu liếm, một đạo bóng hình xinh đẹp bạch sắc xuất hiện ở trước thân ảnh hư ảo của Đông Vô Mệnh, trên quần áo như tuyết lúc này cũng đã dính đầy máu từ cuộc đại chiến, sợi tóc bay múa, không phải quỷ tiên tử Bạch Oánh thì còn ai nữa. Nhìn qua khuôn mặt trước mặt, ánh mắt quỷ tiên tử Bạch Oánh trở nên si ngốc không biết phải nói gì. Thân hình không ngừng run rẩy run, từ từ đi tới trước người Đông Vô Mệnh, đầu ngón tay khẽ vuốt ve qua. Đông Vô Mệnh nhìn qua khuôn mặt tuyệt mỹ kia khẽ mỉm cười, cực kỳ bình tĩnh, bàn tay hư ảo nắm lấy tay ngọc kia, nói. Đã nhiều năm như vậy rồi, người vẫn xinh đẹp như vậy, ta hình như còn chưa từng nói người rất xinh đẹp đúng không, ha ha. Lão gia hỏa, người rốt cục trở về rồi, người rốt cục trở về gặp ta rồi, người biết không, ta rất nhớ ngươi. Ánh mắt quỷ tiên tử Bạch Oánh rung động, yết hầu nghẹn ngào, dòng nước mắt nóng rưng rưng nơi khóe mắt, sau đó rốt cục tràn ra. Bàn tay hư ảo của Đông Vô Mệnh lau vệt nước mắt trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia, nói. Ta cũng nhớ ngươi, không bỏ lại ngươi một mình được, không bỏ tất cả Phi Linh Môn, cho nên ta không thể rời đi được. Không cho phép rời khỏi ta. Bạch Oánh nhìn qua khuôn mặt quen thuộc trước mắt, nói. Đã mất đi ngươi lần thứ nhất. Ta không muốn mất ngươi lần hai đâu. Đông Vô Mệnh cười nhạt, nhìn qua khuôn mặt trước mặt, không còn ngượng ngùng như trước nữa, nói nhỏ. Bạch Oánh, ta yêu nàng. Sư phụ, thải hồng thu liếm, Lục Tâm Đồng nhìn qua thân ảnh quen thuộc trước mắt từ từ đi tới, như sợ thân ảnh kia sẽ bị mình dọa rời đi vậy, trong mắt từ từ chảy ra hai dòng lệ. Nhà đầu không được khóc, vậy mới tốt chứ, thật sự không kém gì sư phụ mà. Sư phụ đời này thu được đệ tử như ngươi cũng đã đủ rồi. Ánh mắt Đông Vô Mệnh tràn đầy yêu thương, lòng bàn tay hư ảo vuốt ve mái tóc Lục Tâm Đồng, sau đó nhường cho hai người Bạch Oánh và Lục Tâm Đồng, cười nói. Ta một mực vẫn chưa từng rời đi, chỉ cần các ngươi tin tưởng, ta sẽ vĩnh viễn ở bên các ngươi, nhưng hiện giờ không phải lúc, hiện giờ chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Lời vừa dứt,
Đông Vô Mệnh nhìn qua Lục Lâm Thiên bên người, nói. Tất cả mọi người đang kêu gọi ngươi, ngươi có nghe thấy không, linh vũ thế giới cần nhờ ngươi, hạo kiếp hàng lâm, chỉ có ngươi mới có thể bảo hộ linh vũ thế giới. Đông Lão, ta còn chưa đủ, ta muốn bảo hộ, nhưng thực lực của ta không đủ, ta thủy chung không cách nào đột phá đặt chân đến một bước cuối cùng, ta không cách nào bảo hộ ở linh vũ thế giới. Lục Lâm Thiên đau đớn nói, đối mặt với một đạo linh hồn phân thân của thần linh thánh vương hắn đã không có lực lượng chống lại thì nói gì nữa chứ? Còn nhớ Phi Linh Môn lúc trước không? Khuôn mặt hư ảo của Đông Vô Mệnh nhìn qua Lục Lâm Thiên, nói. Lúc trước ngươi cầu ta gia nhập Phi Linh Môn khi đó có gì, mà Phi Linh Môn bây giờ lại thế nào? Ngươi lúc trước, đối mặt vô số quái vật khổng lồ, ngươi đã từng lùi bước bao giờ chưa? Lúc đối mặt với Thiên Địa Minh, ngươi có từng lùi về sau không? Đông Lão! Ánh mắt Lục Lâm Thiên rung động, khí tức nóng bỏng âm hàn quanh thân lại lần nữa chấn động. Quanh khắp thiên địa, từng tiếng gọi ầm ĩ vang vọng trời xanh, chấn động đại địa. Coi như không địch lại thì đã sao, đàn ông dám nghĩ dám làm không sợ thất bại hy sinh, ngươi, chưa từng thất bại qua, lần này cũng không thể thất bại, nếu như ngươi thất bại, linh vũ thế giới cũng sẽ không còn nữa. Đông Vô Mệnh nhìn qua Lục Lâm Thiên nói. Ta hiểu rồi, đã hiểu rõ rồi, ha ha. Lục Lâm Thiên nghe vậy, lâm vào trầm tư, đột nhiên cất tiếng cười to. Cùng lúc đó thân ảnh bay về Upsilon, tê ra, đặt chân trên trời xanh, một cỗ năng lượng nóng bỏng âm hàn lần nữa cuốn ra. Ngũ hành đại đế hắn đứng lên rồi, lần nữa đứng lên rồi. Ngũ hành đại đế lại lần nữa đứng lên rồi. Giờ khắc này, hàng tỷ sinh linh linh vũ thế giới đều nhìn vào thân ảnh khổng lồ lao lên từ cổ vực kia mà rưng rưng, dưới lời kêu gọi của bọn hắn, nam tử từng ở linh vũ thế giới. Ở toàn bộ 3.000 đại thế giới sáng tạo ra vô số truyền kỳ kia lại lần nữa đứng lên. Còn có thể tái chiến sao, không hổ là thái cổ U Minh Viêm. Trong Mặc Hải yêu tà cực lớn, thần linh thánh vương bộ dáng thích thiên nhìn qua Lục Lâm Thiên cười lạnh khinh thị, giống như mèo đang trêu tức chuột vậy, nói. Xem ra thái cổ U Minh Viêm còn mạnh hơn ta nghĩ, sau khi cắn nuốt thái cổ U Minh Viêm tin rằng tiến bộ của ta sẽ càng lớn đây. Thần linh thánh vương. Bất mơ mộng hão huyền đi, đây là thế giới của ta, cho dù lúc này ta là linh hồn phân thân, nhưng linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của ta cũng sinh ra ở thế giới này, trên thế giới này, ngươi không làm gì được ta đâu. Lục Lâm Thiên dứt lời, từng đạo thủ ấn huyền ảo ngưng kết như thiểm điện, cũng không biết là lực lượng từ đâu đến, bỗng nhiên quanh thân hắn bộc phát ra một cỗ khí tức khủng bố. Đột nhiên trong hư không thiên địa có vô số vết nứt không gian vỡ tan ra. Một vầng sáng lam sắc từ trong không gian vỡ tan kia đổ xuống, lam sắc quang mang chói mắt như rượu nhật lan tràn khắp nơi. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, trong cả phiến hư không, một cỗ nhiệt độ kinh khủng trong chốc lát xuất hiện trên bầu trời linh vũ thế giới. Dưới vầng sáng lam sắc kia chút xuống, cả hư không rộng lớn như vậy lập tức bị một mảnh dung nham hỏa viêm lam sắc bao lấy, nóng bỏng âm hàn, một cỗ khí tức cổ xưa đáng sợ khiến người động dung lặng yên lan tràn ra. Ầm ầm. Thiên địa rung rung, lam sắc hỏa viêm phô thiên cái địa từ trong hư không thẩm thấu ra, cùng lúc này, trên toàn bộ đại lục linh vũ thế giới đều như đất rung núi chuyển, một cỗ hỏa viêm lam sắc phô thiên cái địa tuôn ra, giống như lao ra từ trong cửu u địa ngục vậy. Phần phật, hỏa viêm lam sắc khủng bố từ sâu dưới mặt đất bùng lên, dùng một loại xu thế hủy diệt vạn vật bạo phóng lên trời, hỏa viêm lam sắc khủng bố tựa như cự long trùng thiên, khí tức nóng bỏng phô thiên cái địa lan tràn. Vô số sinh linh cảm thấy linh hồn bỏng rát, tóc gáy dựng đứng. Hải dương lam sắc lần nữa chiếm giữ, khí tức khủng bố không biết mạnh hơn trước kia bao nhiêu lần, đủ để hủy diệt tất cả. Mượn nhờ thế giới chi lực, mượn nhờ lực lượng thiên địa, chỉ tiếc, cuối cùng không phải bản thể. Thần linh thánh vương bộ dáng thích thiên khẽ cau mày, vẻ trêu tức và khinh thị trong mắt giảm bớt đôi chút. Thủ ấn biến hóa, Mặc Hải yêu tà cực lớn kia lại lần nữa cuồn cuộn cuốn về phía thái cổ U Minh Viêm. Cho dù không phải bản thể, ở trong thế giới của ta, hỗn thiên chi khí của ngươi còn chưa đủ đâu. Lục Lâm Thiên hét lớn, thái cổ U Minh Viêm cuồn cuộn phóng lên trời bắn thẳng vào trời xanh, lập tức từ trên cao rơi vãi xuống, tựa như suối phun vậy. Một luồng sóng ngăn cản lấy Mặc Hải, cả hai rằng co lẫn nhau, đều nhộn nhạo lên gợn sóng kịch liệt, không ngừng rơi vãi xuống dưới tựa như khí tức hủy diệt đang lan tràn vậy. Năng lượng mặc sắc yêu tà và hỏa viêm lam sắc vẩy ra. Mảng lớn sơn mạch linh vũ thế giới đều bao trùm trong đó, lập tức dễ dàng phá hủy hết tất cả mọi thứ,
cây cối, nham thạch, giang sông, thâm uyên vạn vật đều bị phá hủy. Còn lần này, thái cổ U Minh Viêm không đến mức hoàn toàn không cách nào chống lại như lần trước, không ngờ có thể chống lại công kích của thần linh Thánh Vương. Giống giống. Trong Mặc Hải yêu tà ngập trời, ánh mắt thần linh Thánh Vương bộ dáng Thích Thiên khẽ run lên, thân hình lập tức tiêu tán, cuối cùng ở trong Mặc Hải kia ngưng tụ thành một đầu dị thú hỗn độn hung hãn như sói như không phải sói, như hổ nhưng không phải hổ, gào thét vang vọng trời xanh, mang theo năng lượng mặc sắc thao thiên lao về phía Lục Lâm Thiên. Ngao ngao. Thân ảnh Lục Lâm Thiên hóa thành song đầu hỏa long lam sắc, mang theo hỏa viêm dung nham lam sắc cuồn cuộn va chạm qua. Ầm ầm. Hai thú lần lượt va chạm trên bầu trời, trong Mặc Hải lớn và hỏa viêm hải dương lam sắc nổi lên từng đợt sóng lớn, mỗi một lần đấu upsilon.ng nhau, đều khiến hàng tỷ sinh linh phải hãi hùng cây Eota ép phía. Toàn bộ thế giới thiên hôn địa ám, trên trời xanh mảng lớn cường giả bỏ mạng, huyết vụ tung tóe nhuộm đỏ toàn bộ linh vũ thế giới, nhuộm đỏ Đông Hải, thây ngang khắp đồng, chàng hạo kiếp này có thể nói là cực kỳ bi thảm. Dù sao vẫn chưa đột phá hư vô, bản thể lại không ở đây, người vẫn không phải là đối thủ của ta. Thần linh Thánh Vương cười lạnh, Mặc Hải lớn kia rốt cục lại lần nữa chiếm cứ thượng phong, song đầu hỏa long lam sắc bắt đầu liên tiếp bại lui. Xoẹt! Hỗn độn dị thú như sói nhưng không phải sói, như hổ nhưng không phải hổ một vuốt xé rách trời xanh, sau đó rơi vào trên người hỏa long. Hỏa long lập tức bị xé nứt ra, nhưng lại chăm chú ngưng tụ, không cách nào hoàn toàn vỡ ra được. Triệt để vẫn lạc đi, thái cổ U Minh Viêm là của ta. Hỗn độn dị thú như sói nhưng không phải sói, như hổ nhưng không phải hổ gào thét, đôi vuốt lăng lệ phân biệt rơi vào trên hai cái đầu rồng. Ngao ngao. Hỏa long lam sắc gào thét, bị năng lượng mặc sắc yêu tà thao thiên kia trói buộc khó có thể nhúc nhích. Ken két. Trên cổ song đầu hỏa long lam sắc bắt đầu bị cự lực kéo nứt ra, toàn lực chống cự giãy giụa, hải dương dung nham lam sắc kích động, toàn bộ linh vũ thế giới đều rung động kịch liệt, nhưng khe hở kia cũng càng ngày càng sâu, sợ rằng không kiên trì thêm được bao lâu nữa. Đó là linh hồn bổn nguyên của thái cổ U Minh Viêm, nếu xé rách, sợ rằng thái cổ U Minh Viêm cũng sẽ triệt để vẫn lạc. Ngũ hành đại đế trố lên. Linh vũ thế giới, hàng tỷ sinh linh ánh mắt rung rung, hai đấm nắm chặt tập trung vào bầu trời, chỗ không ai biết, ngũ hành đại đế đã cố gắng hết sức mình, liều đến một hơi cuối cùng để tranh thủ cho bọn hắn. Trên lăng mộ nghiền nát, Đông Vô Mệnh hư ảo nhìn qua Bạch Oánh và Lục Tâm Đồng, nói nhỏ. Ta không cách nào ở cùng các ngươi nữa rồi, trước khi rời đi một hồi, tiểu tử kia cần ta, để ta sát cánh chiến đấu với hắn lần cuối cùng đi. Ngươi có còn trở về không? Bạch Oánh ánh mắt rung động, nhìn qua khuôn mặt hư ảo kia hỏi. Chỉ cần các ngươi tin tưởng, ta vĩnh viễn ở bên các ngươi. Đông Vô Mệnh cười cười, dứt lời, thân ảnh hư ảo hóa thành một đạo lưu quang hư ảo lao vào bầu trời nhanh như một tia chớp. Trong biển lửa lam sắc ngập trời, một cỗ sương mù màu trắng lan tràn ra, thân hình hư ảo của Đông Vô Mệnh lướt vào trong hỏa viêm hải dương lam sắc, lập tức đã bị nhấn chìm trong biển lửa ngập trời. Tên kia là hư vô chi cảnh, linh hồn phân thân của ngươi vẫn chưa đặt chân đến hư vô, ngươi khó có thể đối phó hắn, trong mấy ngàn năm qua, bởi vì ngươi, ta mới có thể có hiện giờ, bởi vì ngươi, ta mới có thể khôi phục. Trong cổ vực, một đạo thân ảnh phóng lên trời, quanh thân khí tức thánh hồng chấn động nhộn nhạo ra, không ngờ là Lục Gia Lục Thiếu Hổ. Hắn lúc này đã không còn là một thanh niên si ngốc như lúc trước nữa, không ngờ đã là thánh hồng chi cảnh rồi. Lục Thiếu Hổ đạp không đứng lơ lửng, ánh mắt có chút bình thản, mấy ngàn năm qua, hắn thậm chí ngay cả Lục gia cũng không trở về mấy lần, cũng đã từng rời khỏi linh vũ thế giới, vẫn luôn phiêu bạt du lãng khắp nơi, bởi vì chuyện lúc trước nên Lục gia cũng không cố ý tìm kiếm hắn, toàn bộ linh vũ thế giới, cũng không có bao nhiêu người nhớ rõ hắn, có thể nói, hắn thậm chí là một người bị di vọng. Nhìn qua hàng tỷ sinh linh trong linh vũ thế giới, nhìn qua hạo kiếp thiên địa nứt vỡ trên trời xanh. Lục Thiếu Hổ nói nhỏ. Tất cả sinh linh linh vũ thế giới nghe đây, linh hồn phân thân của ngũ hành đại đế chính là thiên sinh linh vật thái cổ U Minh Viêm, linh hồn và nguyên lực của chúng ta, chân khí linh lực, đều có thể trợ giúp hắn một tay, hạo kiếp đã đến, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa. Lời vừa dứt, nhìn qua hỏa viêm hải dương lam sắc ngày càng co rút lại trước mắt, thân ảnh Lục Thiếu Hổ lao ra nói nhỏ. Chuyện trước kia ta đã sớm quên, cũng không muốn lại nhớ lại. Chúng ta dù sao cũng là đồng căn mà ra, huyết mạch tương liên, linh hồn dẫn dắt một đường,
hy vọng linh hồn của ta có thể giúp bổn nguyên linh hồn phân thân ngươi một tay. Ta còn nhớ rõ, lúc còn nối không ngươi thường xuyên dẫn ta vụ IGTA đi chơi, có một lần ta ngã gãy chân ở hậu sơn, là ngươi đã cõng ta về nhà, cũng chỉ có lúc đó ta mới gọi ngươi một tiếng ca ca. Lúc trước, khi ta vừa mới khôi phục, ta vẫn rất hận ngươi. Nhưng mấy ngàn năm này, tất cả trong 3.000 đại thế giới, tất cả hôm nay, ta rốt cuộc đã biết được sự khác nhau giữa ta và ngươi, rốt cuộc biết vì sao ngươi khác thích ngươi mà không phải ta. Ca ca, hôm nay để đệ ta giúp ngươi một tay đi, người phạm linh vũ thế giới ta, gỡ yêu ta ết không tha. Ngay khi chữ cuối cùng vừa dứt, quần áo quanh thân Lục Thiếu Hổ đã bị nhiệt độ cao đốt thành hư vô, sau đó mỉm cười, tùy ý để thân hình nhảy vào trong dung nham lam sắc, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Tổ chim bị phá trứng có an toàn, người phạm linh vũ thế giới ta, gỡ yêu ta ết không tha. Ở trong cổ vực, từng thân ảnh lão giả phóng lên trời, một cỗ khí tức bắt đầu khởi động, huyết lệ bắt đầu khởi động, khóe môi ứa máu, thấy chết không sờn, thân ảnh nhảy vào trong hỏa viêm lam sắc ngập trời. Người phạm linh vũ thế giới ta, gỡ yêu ta ết không tha, chúng ta thế cùng tồn vong với linh vũ thế giới. Trong trung ương linh vũ đại lục, từng đạo thân ảnh đạp vào giữa không trung lao tới cổ vực, thân ảnh phô thiên cái địa như châu chấu kéo qua, từng ánh mắt đỏ thẫm như máu, hóa thành sát phạt chi khí ngập trời. Chúng ta cùng tồn vong với ngũ hành đại đế, người phạm linh vũ thế giới ta, gỡ yêu ta ết không tha. Trong Đông Hải, thân ảnh như che khuất bầu trời phóng lên trời, lao vào trong hải dương lam sắc trên bầu trời. Linh Hoàng Nhai cùng tồn vong với ngũ hành đại đế, người phạm linh vũ thế giới ta, gỡ yêu ta ết không tha. Tổ Yêu Lâm cùng tồn vong với ngũ hành đại đế, người phạm linh vũ thế giới ta, gỡ yêu ta ết không tha. Trong Linh Hoàng Nhai, Tổ Yêu Lâm, thân ảnh khổng lồ phô thiên cái địa xẹt qua trời cao, đất rung núi chuyển, từng đạo thân ảnh không màng bản thân, thấy chết không sờn vọt vào trong hải dương lam sắc trên bầu trời. Ô ô, xì xào, bi tráng chấn động thiên địa, Tổ Yêu Lâm, Linh Hoàng Nhai tiếng gầm gừ không ngừng, hàng tỷ sinh linh trong Đông Hải, linh vũ đại lục, cổ vực lòng như bị xé nát ra. Giờ khắc này, toàn bộ linh vũ thế giới vô số âm thanh hùng tráng thét lên, trầm hùng bi tráng, khiến cho gió thét mưa gào, bầu trời thất sắc, hàng tỷ sinh linh thấy chết không sờn, khiến sông núi chấn huyễn, âm thanh đảo giang sông, thế sụp đổ lôi điện. Ầm ầm, thân ảnh phô thiên cái địa không chút do dự nhảy vào trong hải dương lam sắc, vì linh vũ thế giới cống hiến ra một phần sức lực của mình, ở trước mặt hạo kiếp tất cả sinh linh đều không chùn bước, bi ca dịch thủy, vui buồn lẫn lộn, khiến thiên địa phải động dung, trên 9 tầng trời cũng vang vọng sấm sét, phảng phất như thiên đạo cũng đang gào thét, đại địa nổi lên lũ lụt, đều rung rung không ngớt. Giờ khắc này, trong đất rung núi chuyển, trong một không gian như hỗn độn đột nhiên run rẩy, một cỗ kim sắc quang mang lập tức từ trong không gian hỗn độn phóng ra ngoài, một cỗ hơi thở đang thức tỉnh, sau khi thức tỉnh lại càng ngày càng mạnh, giống như phượng hoàng niết bàn, bắt đầu muốn ngạo thế lao ra. Rầm rầm, sinh linh trong linh vũ thế giới không ngừng nhảy vào trong lam sắc hải dương, khiến lam sắc hải dương vốn đang bị đè ép cũng bắt đầu dần dần ngăn lại thế bại lui. Giống giống, hư ảnh hỗn độn dị thú thấy một màn kinh người này, trong mắt chớp động hung mang, trong khinh thường lại lộ ra vẻ cây ết yêu ta ép sợ, hai móng không khỏi càng thêm dùng sức hung hăng xé rách đầu song đầu hỏa long kia. Trong lòng thần linh thánh vương đã mơ hồ có cảm giác sợ hãi, hắn không hề trêu tức nữa, hắn muốn lập tức khiến linh hồn phân thân của tiểu tử này phải thần hồn câu diệt. Ngao ngao, song đầu hỏa long lam sắc gào thét dãy giụa, nhưng dưới sự bao phủ của năng lượng mặc sắc ngập trời lại thủy chung không cách nào dãy giụa, khe hở trên người càng ngày càng rộng, linh hồn bổn nguyên liên tục nứt vỡ, lập tức sẽ bị phá hủy. Tiểu tử, người chưa từng thất bại, lúc này cũng sẽ không thất bại, vì toàn bộ linh vũ thế giới, người phải chịu đựng, người phải tuyệt địa phản kích. Trong đầu Lục Lâm Thiên bỗng dưng truyền đến âm thanh quen thuộc, một đạo thân ảnh áo đen hư ảo xuất hiện ở trong linh hồn bổn nguyên của Lục Lâm Thiên. Đông lão, tuyệt địa phản kích, ta làm không được, thần linh thánh vương quá mạnh mẽ, ta đã tận lực, nhưng vẫn không bảo hộ được linh vũ thế giới, ta không bảo hộ được a. Linh hồn bổn nguyên Lục Lâm Thiên đang gào thét, đang giãy giụa, vô số sinh linh của linh vũ thế giới nhảy vào trong biển lửa, Lục Lâm Thiên bi thống kêu rên, đáy lòng như muốn ứa máu. Thân ảnh hư ảo của Đông Vô Mệnh tiếp tục nói. Tiểu tử, người có thể làm được, người nhất định làm được,
ngươi bây giờ có lẽ còn kém một bước cuối cùng đúng không? Ngươi tuy rằng là ngươi, nhưng ngươi bây giờ cũng là Thái Cổ U Minh Viêm, Thái Cổ U Minh Viêm muốn đột phá đến hư vô phải làm thế nào, ta không cách nào giúp ngươi được, bất quá chấp niệm này của ta trong mấy ngàn năm này cũng đã có chút lĩnh ngộ. Có lẽ vì ta là chấp niệm, cho nên mới có thể cảm nhận được sự ảo diệu của thiên địa này một cách rõ ràng hơn. Hư vô chi cảnh, là hư vô tất cả chân tướng, cùng thiên địa hư vô hợp làm một thể. Hư vô chi cảnh, là hư vô chân chính, là hóa thân hư vô, lo lắng không phải hư vô chân chánh. Ta là ta, nhưng ta cũng là Thái Cổ U Minh Viêm, hư vô, là hư vô tất cả chân tướng, cùng thiên địa hư vô hợp làm một thể. Giờ khắc này, Lục Lâm Thiên như là có chút hiểu được. Linh hồn bổn nguyên cũng lập tức bỗng nhiên như mất đi tri giác, đôi mắt cũng từ từ nhắm lại, hỏa viêm kinh khủng âm hàn kia cũng bắt đầu từ từ yếu bớt. Giống giống, hỗn độn dị thú gào thét, hai móng thừa cơ dùng sức xé mạnh, song đầu hỏa long lam sắc lập tức hóa thành mảnh vỡ, sau đó hóa thành một mảnh dung nham lam sắc óng ánh rơi vào trong hải dương hỏa viêm chung quanh. Phần phật, một mảnh hỏa viêm lam sắc khổng lồ bắt đầu yên lặng, từng đợt sóng hỏa viêm lam sắc hạ xuống. Như đại dương mênh mông đang nổi lên biển gầm lại bỗng nhiên trở nên gió êm sóng lặng, nhiệt độ nóng bỏng âm hàn trong chốc lát cũng hoàn toàn khôi phục lại như thường. Trong linh vũ thế giới, hàng tỷ sinh linh ngửa đầu nhìn qua biển lửa ngập trời thời khắc yên lặng, nguyên một đám thân hình lảo đảo run rẩy. Đó chính là hy vọng của cả linh vũ thế giới, nhưng bây giờ, hy vọng của toàn bộ linh vũ thế giới cũng đã triệt để vẫn lạc. Vẫn lạc, linh hồn phân thân của ngũ hành đại đế cũng vẫn lạc. Vẫn lạc, ngũ hành đại đế vẫn lạc rồi. Nước mắt hòa lẫn huyết lệ, trên trời cao, thiên lôi vang vọng phảng phất như kêu rên, đại địa đang run rẩy, phảng phất như tỏ rõ sự bi thống của mình. Rầm rầm rầm. Trên trời xanh, một mảnh hào quang thần thánh bao phủ cửu thiên, âm thanh năng lượng âm bạo ầm ầm không ngừng vang vọng, phảng phất như cả vũ trụ cũng nổ nát, tất cả động tĩnh như thiên băng địa liệt trong này căn bản không thể dò xét được gì cả, trong lúc mơ hồ có tiếng hét lớn truyền ra. Đế Phách Thiên, ngươi không cứu được tiểu tử kia đâu, bản thân ngươi khó bảo toàn, khạc khạc xxxxxx. Sẽ không đâu, ngũ hành đại đế không sẽ vẫn lạc đâu. Ngũ hành đại đế sáng tạo ra nhiều kỳ tích như vậy, lần này cũng sẽ như vậy, ngũ hành đại địa sẽ không vẫn lạc đâu. Từng tiếng quát từ trong hàng tỷ sinh linh truyền ra, sau đó, có người quỳ một gối xuống, ngửa đầu nhìn qua một mảnh hải dương yên lặng kia, khẩn cầu nói. Ngũ hành đại đế, xin thức tỉnh đi, vì linh vũ thế giới, xin lần nữa sáng tạo một cơ hội. Ngũ hành đại đế, chúng ta khẩn cầu, cho chúng ta một kỳ tích đi. Trong toàn bộ linh vũ thế giới, cổ vực, linh vũ đại lục, Đông Hải, Tổ Yêu Lâm, Linh Hoàng Nhai, từng đám sinh linh quỳ xuống phủ phục trên đất, mắt tràn huyết lệ, từng tiếng khẩn cầu bi thống hội tụ thành tiếng gầm đinh tai nhức óc, như thiên lôi vang vọng, khiến lôi minh trên bầu trời cũng bị che đậy. Bi thống vang vọng trời xanh, động tình cửu thiên. Hư ảnh hỗn độn dị thú lần nữa hóa thành thần linh thánh vương bộ dáng thích thiên, nhìn qua hải dương hỏa viêm lam sắc kia, giờ khắc này, hải dương kia chẳng biết tại sao lại khiến lòng hắn run lên, trong lúc mơ hồ có một loại cảm giác xấu nổi lên từ sâu trong linh hồn, loại cảm giác này khiến hắn cảm thấy cực kỳ bất an, cảm giác giống như lúc trước hắn đối mặt với Đông Hoàng Thái Huyền vậy. Lâm Thiên, cha, sư phụ, trên trời xanh, đám người Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn, Phong Du Du, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Thái A, Hồng Vũ đều đang chiến đấu, ngay cả La Lan Thị lúc này cũng gia nhập vòng chiến. Tất cả cường giả linh vũ thế giới đều bị vây công, không ngừng có người trọng thương vẫn lạc, dù ai cũng không cách nào bước ra được, huống chi cũng không ai có thực lực tới gần Mặc Hải Yêu Tà kia cả. Lão Đại, giữa không trung cách đó không xa, Tiểu Long gào thét. Dưới từng đợt công kích của thương cổ cũng đã gặp phải trọng thương không nhẹ. Ngao ngao. Long ngâm quy minh, đôi long nhãn của tiểu long trừng lên, hư ảnh thanh long và hư ảnh huyền vũ gào thét lao ra, nương theo uy thế mênh mông cuồn cuộn như lôi đình bao phủ về phía thương cổ. Quả nhiên bất phàm, nếu để cho ngươi đột phá hư vô thì sợ rằng còn bía y thái hơn cả hai tên gia hỏa thanh long lão tổ và huyền vũ lão tổ lúc trước, chỉ tiếc giờ ngươi còn chưa lớn hẳn. Lúc trước hai lão già kia sau khi gờ yêu ta ết huyết mạch của ta liền trốn về trong hỗn độn thiên thế giới, ta cũng không biết phải làm gì với hai lão già thanh long và huyền vũ kia, giờ ta gờ yêu ta ết người cũng coi như là báo thù rồi. Thương cổ nhìn qua bản thế cực lớn của tiểu long cười lạnh trêu tức,
Ngay khi hư ảnh Thanh Long và hư ảnh Huyền Vũ đến trước người, trong hai mắt hắn đột nhiên có một đạo hào quang năng lượng như lôi đình lướt đi, giống như pháo hoa trùng kích đánh tới. Bành bành! Âm thanh trầm đỡ Upsilon, C vang lên, hư ảnh Thanh Long và hư ảnh Huyền Vũ lập tức nứt vỡ, trong miệng Tiểu Long cũng lập tức phun ra mảng lớn long huyết. Bành! Tốc độ tựa như quỷ mị, thương cổ hóa thân hư vô, thân ảnh lập tức xuất hiện ở trước bản thể khổng lồ của Tiểu Long. Một đạo quyền ấn rơi vào trên đồ án Huyền Vũ. Lập tức Huyền Vũ hộ thân không gì phá nổi nổ nát, mảng lớn lân phiến bị lực lượng cuồng bạo trùng kích nứt vỡ, long huyết bắn khắp nơi, như huyết vụ rơi vãi khắp nơi. Phòng ngự thật khủng bố, tựa hồ không kém hơn lão giả Huyền Vũ lúc trước ở hư vô chi cảnh bao nhiêu a, chỉ tiếc là vẫn phải chết thôi. Trong lời nói trêu tức của thương cổ lộ ra vài phần cây Iota ép sợ, từng đạo quyền ấn tiếp tục không ngừng rơi vào trên người Tiểu Long, mỗi một đạo quyền ấn rơi xuống. Kim Long chi thật cực lớn của Tiểu Long cũng rạn nứt thêm vài phần, long huyết bắn ra, long lân kim sắc rơi lả tả, bạch cốt lành lạnh lộ ra ngoài, khí tức càng ngày uể oải, vô cùng thê thảm, gần như tuyệt khí. Nếu đã chết, vậy thì triệt để biến mất đi. Loại cảm giác bất an sâu trong linh hồn thần linh thánh vương bộ dáng Thích Thiên ngày càng nồng nặc, cuối cùng đã tới lúc không nhịn được nữa, phất tay mà động, một cỗ năng lượng mặc sắc yêu tà lập tức bao tới hỏa viêm lam sắc đang yên tĩnh kia. Như muốn hoàn toàn luyện hóa đi. Phần phập. Dưới năng lượng mặc sắc ngập trời bắt đầu khởi động xuống, mảng lớn hỏa viêm lam sắc cũng bị bao lấy. Ồ! Bỗng dưng, bên trong năng lượng mặc sắc ngập trời kia truyền ra một âm thanh kinh ngạc, lập tức toàn bộ hải dương lam sắc đều run lên. Ầm ầm. Trên trời xanh, sát na này liền như có một mảnh thần lôi đến thế gian, xuyên thấu qua năng lượng nồng đậm che phủ trời xanh, dùng thế lôi đình vạn quân. Nương theo một mảnh thần quang hàng lâm, như đã vượt qua khỏi gồng cùng thời không, cuối cùng rơi vào trên hải dương hỏa viêm lam sắc đang bình tĩnh yên lặng. Theo thần lôi thần quang rơi xuống, hải dương hỏa viêm lam sắc bình tĩnh yên lặng lập tức run lên, lập tức dung nham lam sắc bắt đầu chấn động nhộn nhạo ra từng vòng rung động, giống như có thứ gì đó thức tỉnh vậy. Rầm rầm. Vào thời khắc này, trong toàn bộ thiên địa, toàn bộ linh vũ thế giới đột nhiên có quang mang lam sắc chói mắt như diệu nhật từ trong hư không lan tràn mà ra. Chỉ chớp mắt ngắn ngủi, trong hải dương hỏa viêm lam sắc vừa mới bình tĩnh như có một cỗ nhiệt độ cực kỳ khủng bố thức tỉnh, sau đó xuất hiện trên trời xanh, đồng thời tương liên một chỗ với đại địa va chạm vào với trời xanh. Dưới nhiệt độ kinh khủng này, khiến vô số sinh linh linh vũ thế giới, vô số cường giả đều cảm thấy linh hồn như phỏng rát, từng đạo ánh mắt đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua trên hư không. Trong hải dương dung nham lam sắc kia chợt có vầng sáng lam sắc chói mắt lan tràn, lộ ra một loại nhiệt độ đáng sợ ngay cả linh hồn cũng không cách nào thừa nhận lan tràn khắp thiên địa, một cỗ khí thức cổ xưa hàng lâm. Chẳng lẽ, trong linh vũ thế giới, vô số sinh linh đang khẩn cầu đột nhiên run lên, trái tim của tất cả mọi người cũng theo chấn động từ hải dương lam sắc kia mà rung rung, hy vọng lại nổi lên từ sâu tận trong linh hồn. Chẳng lẽ thật là, giờ khắc này, ánh mắt thần linh thánh vương bộ dáng Thích Thiên cũng đột nhiên co rụt lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hư vô, là hư vô tất cả chân tướng sự vật, hư vô chi cảnh, là hư vô tất cả chân tướng, cùng thiên địa hư vô hợp làm một thể, hư vô chi cảnh, là hư vô chân chính, là hóa thân hư vô, đánh nát hư không, nát bấy hình hài, luyện hư hợp đạo, hữu hình chi thân hợp làm một thể với vô hình đại đạo, dùng đạo làm thật, thành tựu hư vô chi thực. Trong hỏa viêm dung nham lam sắc, một âm thanh mà toàn bộ linh vũ thế giới đều quen thuộc truyền ra, âm thanh như đến từ sâu trong trời xanh, hư vô mờ ảo. Theo âm thanh truyền ra, toàn bộ không gian cũng run lên, hỏa viêm lam sắc cuồn cuộn tràn ngập, mảnh không gian này đột nhiên rung rung, hỏa viêm lam sắc phô thiên cái địa thấm ra từ trong hư không, một cỗ khí tức đáng sợ khiến người động dung, lặng yên lan tràn ra. Phần phật. Giờ phút này, năng lượng mặc sắc yêu tà ngập trời kia dưới dung nham hỏa viêm lam sắc cuốn xuống cũng bắt đầu bị đốt cháy xì xì, sau đó lập tức lùi bước như điện giật. Thần lôi rơi xuống, trong hải dương dung nham hỏa viêm, có một mảnh dung nham lam sắc hiện ra, giống như từ trong không gian hư vô lăng không bước ra vậy, lộ ra một cỗ nhiệt độ nóng bỏng âm hàn cực kỳ khủng bố. Dưới thần quang chói mắt chiếu rọi, dung nham lam sắc óng ánh cuối cùng ngưng tụ lại một cách vô cùng huyền ảo. Sau đó lại ngưng tụ trở thành một đầu song đầu hỏa long la em sox, cuối cùng lại hóa thành bộ dáng lục lâm thiên. Ầm ầm, thần lôi xuyên thủng trời xanh, thần quang phóng bao phủ, quanh thân lục lâm thiên dung nham nóng bỏng âm hàn cuồn cuộn,
bá đạo hủy diệt, thần quang diệu diệu, tựa như thần tích, thiên uy hạo đáng. Ngũ hành đại đế không chết. Khí tức bực này, ngũ hành đại đế đây rõ ràng là lại lần nữa đột phá A-hát. Tuyệt cảnh đột phá, ngũ hành đại đế thật sự cho chúng ta một kỳ tích rồi. Nhìn qua thân ảnh quen thuộc như thần tích kia, toàn bộ linh vũ thế giới đều sôi trào cả lên. Hư vô chi cảnh, tiểu tử, người không ngờ cũng đã đột phá đến hư vô chi cảnh. Trong Mặc Hải yêu ta, thần linh thánh vương bộ dáng thích thiên cây ết yêu ta ép sợ nhìn qua Lục Lâm Thiên, hai mắt mặc sắc thâm thúy cũng theo đó run lên. Cái này phải đa tạ ngươi, bởi vì ngươi, ta mới có thể tuyệt cảnh đột phá thế này. Thần lôi thần quang từ từ thu liếm, thiên uy tiêu tán, Lục Lâm Thiên xa nhìn thần linh thánh vương, trong mắt như có hai tòa núi lửa lam sắc phun trào, bi hàn chi ý ngập trời bắt đầu khởi động, nói. Mà bây giờ, ngươi nên trả giá thật nhiều rồi. Ha 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 ha. Nghe vậy, thần linh thánh vương sững sờ, đột nhiên cười như điên với Lục Lâm Thiên. Trường bào vung lên, một cỗ năng lượng vô hình khuếch tán, Mặc Hải yêu tà khuếch tán khắp chu không lập tức liền ngưng thế lui lại, sau đó nghiêm mặt cười lạnh nói. Xem ra, thật sự không thể chơi đùa thêm với ngươi nữa rồi. Ngươi cho rằng ngươi vừa mới đột phá đến hư vô là có thể làm gì được ta sao? Tiểu tử, ngươi còn quá non, còn xa xa không đủ A-hát. Vừa dứt lời, khuôn mặt thần linh thánh vương lộ ra cười lạnh, võ trường bào, khí thế ngập trời đột nhiên cuốn ra từ cơ thể, nhất thời phiến thiên địa này đều bị năng lượng mặc sắc yêu tà che đậy đến mức thiên hôn địa ám, gió nổi mây phun, lôi minh trận trận. Sau đó liền cuốn về phía Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên khẽ ngẩng đầu, khuôn mặt cười lạnh, hỏa viêm lam sắc quanh thân không có chút tăng lên, ngược lại lam bao cấp tốc thu liếm, mọi huyền ảo đều thu liếm không thấy đâu nữa. Ầm ầm. Trên bầu trời, chỉ có thân ảnh lam bào kia cô đơn đứng trên trời cao, năng lượng mặc sắc yêu tà ngập trời trong chốc lát đã bôn tập đến, bao lấy Lục Lâm Thiên vào trong. Vô số ánh mắt nhìn lên bầu trời, Mặc Hải yêu tà kia lao đến, thân hình Lục Lâm Thiên lướt qua trong đó. Thân hắn lại như bàn thạch không thể dung chuyển, chỉ có một cỗ năng lượng âm hàn nóng bỏng đáng sợ tràn ngập nơi phía chân trời, khiến năng lượng từ trong Mặc Hải yêu tà kia cũng không cách nào bao phủ tới gần được. Thần linh thánh vương, đừng quên, đây là hỗn độn thiên thế giới, đây là thế giới của ta, giờ phút này, ta đã hư vô, thái cổ u minh viêm trước mặt, hỗn thiên chi khí là thứ gì, người nói thử xem. Lời nói nhàn nhạt từ trong miệng Lục Lâm Thiên truyền ra, lời rất bình thản, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra được sát ý băng hàn thấu xương trong đó. Vừa dứt lời, trong tay Lục Lâm Thiên đã ngưng kết thủ ấn, đột nhiên bàn chân đạp mạnh một cái. Rầm rầm rầm. Lập tức mảng lớn Mặc Hải hóa thành hư không, trong linh võ thế giới bên dưới, trong cổ vực, Đông Hải, Linh Vũ Đại Lục, Tổ Yêu Lâm, Linh Hoàng Nhai, tất cả núi lửa đột nhiên bùng phát lên, một cỗ dung nham cuồn cuộn khổng lồ phóng lên trời. Vô số dung nham núi lửa cuồn cuộn như một mảnh hỏa long cực lớn trùng thiên, nương theo vô số dung nham hỏa viêm rơi vãi phía chân trời, cuối cùng dưới sự khống chế của Lục Lâm Thiên hóa thành một đạo hỏa viêm đại thủ ấn khổng lồ hơn vạn trượng, chụp xuống Mặc Hải lớn kia. Ầm ầm, hỏa viêm đại thủ ấn rơi xuống, năng lượng nóng bỏng khủng bố phô thiên cái địa bạo tuôn ra ký Mặc Hải tà ác lớn rung động kịch liệt, cả phiến hư không bị năng lượng khủng bố sinh sinh chấn nát, mà Mặc Hải ngập trời quanh thân thần linh thánh vương dưới một trường kia cũng bị đập nát, khe hở lan tràn, cuối cùng sinh sinh bạo liệt ra trong không gian. Nương theo Mặc Hải bị đánh nát, thân hình thần linh thánh vương bộ dáng thích thiên cũng bị ép lui ra phía sau, sắc mặt rốt cục cũng lộ ra vẻ cây ết yêu ta ép sợ. Thế giới của ta, cho dù linh hồn phân thân của ta không cách nào vận dụng thế giới chi lực, nhưng bằng vào thiên địa chi năng, thế giới chi lực, cũng đủ khiến ngươi tan thành mây khói rồi. Vì vô số sinh linh linh vũ thế giới đã bỏ mạng, thần linh thánh vương, mạng đạo linh hồn phân thân này của ngươi, ta thu làm tiền lãi trước. Trong lòng Lục Lâm Thiên bắt đầu nổi lên sát ý, theo lời vừa dứt, không gian quanh thân cũng trở nên vặn vẹo, phảng phất như cả ngươi tương liên với thiên địa thế giới vậy. Thân ảnh như quỷ mị hư vô kéo dài qua trời cao xuất hiện ở trước người thần linh thánh vương. Một sát na này, trên lam bào quanh thân hắn, dung nham lam sắc thu lại, toàn bộ thân hình đã trở thành dung nham chi thân. Trong nháy mắt này, ánh mắt thần linh thánh vương bộ dáng thích thiên đột nhiên biến đổi, hắn có thể cảm giác được, trên người linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên lúc này có một cỗ năng lượng nóng bỏng âm hàn khủng bố khiến hắn chấn động đang lan tràn ra. Thái cổ u minh viêm chính thức.
Loại năng lượng chấn động nóng bỏng âm hàn này khiến linh hồn hắn cảm nhận được khí tức hủy diệt, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, sắc mặt kịch biến. Sau khi đột phá cảnh giới hư vô thì thái cổ U Minh Viêm ngoại trừ ở mặt cấp độ tu vị đã có biến hóa cực lớn ra thì ngay cả bản thân cũng như thoát thai hoán cốt vậy. Loại khí tức kia khiến sâu trong linh hồn của hắn cảm nhận được rất rõ loại khí tức khủng bố vào thời viễn cổ kia. Oanh! Giơ tay nhấc chân đã có thiên địa tương trợ, bằng vào ưu thế linh vũ thế giới, Lục Lâm Thiên trong khoảng thời gian cực ngắn này đã đánh ra một quyền ấn lôi đình lam sắc nóng bỏng vào trên người thần linh Thánh Vương. Khiến thân hình hắn bay về Upsilon, tê ra ngoài. Giống giống. Ngay khi thân hình bị đánh bay, thần linh Thánh Vương bộ dáng Thích Thiên liền hóa thành hỗn độn hung thú, giống như sói nhưng không phải sói, giống như hổ nhưng không phải hổ. Ngao ngao. Thân ảnh Lục Lâm Thiên lao ra, thân ảnh áo lam hóa thành song đầu hỏa long, long ngâm rung trời, trong chốc lát đã phá hủy mặc sắc năng lượng yêu tà. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 168.